giờ không, nó có cho có mấy gì vậy? Ủa sao quen nó cho tới 105 gì? Hoa đi. Không biết sao luôn á. Bữa chị rơi chị tạo có mấy gì? Mọi người, tôi giới thiệu các chị, nó có 26 nhóm hàng hóa dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị tăng, các chị nhớ nha, 26 nhóm. Bây giờ xa xa phương pháp tính thuế giá trị tăng, nếu bạn hỏi có bao nhiêu phương pháp thì ta nhớ là Việt Nam chúng ta có hai phương pháp tính thuế giá trị tăng, nước ngoài nó chỉ có một, còn Việt Nam hơn ta là có hai nha, không có hay hơn không cũng biết. Và ta thấy hai phương pháp đó nó bao gồm, thứ nhất là phương pháp khấu trừ và thứ hai là phương pháp trực tiếp. Bây giờ và nộp thuế theo pháp khấu trừ là do chúng ta đăng ký, nhưng mà còn đưa ra điều kiện chứ không phải ai đăng ký nộp thuế theo pháp khấu trừ cũng được, mà nói chung là các tổ chức và các doanh nghiệp là chắc chắn người ta buộc phải đăng ký nộp thuế giá trị tăng theo pháp khấu trừ, còn các cái cá nhân kinh doanh ấy, thì người ta sẽ nộp thuế giá trị tăng theo pháp trực tiếp được chưa nào. Và nếu người ta muốn đăng ký lên khấu trừ thì các cái điều kiện người ta không có thỏa mãn được, cho nên hầu như các hộ cá thể kinh doanh là phải nộp thuế theo kiểu trực tiếp nha. Và cái này thì chúng ta sẽ đọc trong tài liệu, vì sau này đi làm chúng ta không có làm việc cho những cái đơn vị này cho nên nó phải trọng tâm tôi chú ý đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vô cái phương pháp khấu trừ và nộp thuế theo phương pháp gì thì chúng ta sẽ xài cái loại hóa đơn người ta bắt buộc chứ mình thích không thích. Nếu là thuế theo pháp khấu trừ thì ta phải xài cái loại hóa đơn có tên là hóa đơn giá trị gia tăng, lát tôi sẽ nói mẫu mã của nó chút. Còn nếu là thuế theo pháp trực tiếp chúng ta phải xài hóa đơn bán hàng. Cả hai loại hóa đơn này đều là hóa đơn hợp pháp hết, nhưng mà cái tính chất nó rất là khác nhau. Vấn đề là không phải là thích xài hóa đơn nào thì xài. Anh nộp thuế theo pháp khấu trừ, buộc anh phải xài hóa đơn giá trị gia tăng. Và anh nộp thuế theo pháp trực tiếp, buộc anh phải xài hóa đơn bán hàng. Được chưa? Chưa phải thích thì không thích, nha, không phải thích thì thích. Rồi bây giờ ta đi vào phương pháp chủ yếu mà tại sao là phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo pháp khấu trừ. Và cái thuế giá trị gia tăng phải là tôi nói tính bằng cái công thức là lấy thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Các chị nhớ cái dòng chữ được khấu trừ nha, chứ không phải lấy thuế đầu ra trừ thuế đầu vào không. Lấy thuế đầu ra trừ dùng thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ. Bởi vì trong thuế giá trị tăng đầu vào sẽ có thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ và sẽ có thuế giá trị tăng đầu vào không được khấu trừ. Nếu doanh nghiệp nào tốt lấy hết tất cả thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ hết là quá tuyệt vời. Vậy đó, vậy cho nên chúng ta quan trọng cái đuôi này mới quan trọng, chứ phải lấy thuế đầu ra trừ thuế đầu vào. Chúng ta nói vậy là sai, không phải là thuế phải cầm bằng thuế giá trị tăng đầu ra trừ thuế giá trị tăng đầu vào, không phải. Nó bằng thuế giá trị tăng đầu ra trừ đi thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ. Một lát nữa mới sẽ rõ vấn đề khi nào được khấu trừ. Và đẳng cấp đây chính là chỗ mà kế toán trưởng mới biết rằng khi nào được khấu trừ và khi nào không được khấu trừ. Ta nhớ lấy gì đó. Rồi bây giờ ta vào một cái doanh nghiệp, chúng ta tham gia vào quá trình sản xuất cũng được, hoặc là quá trình kinh doanh cũng được, hoặc chúng ta đa ngành đa nghề vừa sản xuất vừa kinh doanh cũng được. Được chưa nào? Và một cái doanh nghiệp thì nó sẽ có hai cái luồng hoạt động. Thứ nhất là cái vấn đề là các yếu tố đầu ra, và thứ hai là muốn có đầu ra thì phải có các yếu tố đầu vào. Được chưa nào? Và thường thường chúng ta thấy kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh đó, chúng ta tham gia vào ngành sản xuất cũng được, ta tham gia vào ngành thiết kế, ngành dịch vụ gì đó cũng được, sản xuất cũng được, kinh doanh cũng được, chắc chắn nó sẽ có kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, đúng không? Cái mục tiêu cuối cùng của ngành nghề kinh doanh mình đã chọn, ví dụ mình làm kiểm toán thì mình đi ký các hợp đồng kiểm toán, tư vấn pháp luật, tư vấn thuế, thì đó thuộc về ngành nghề kiểm toán của mình, thì đó là sản phẩm mình cung cấp, dịch vụ mình cung cấp ra. Vì vậy cho nên cái kết quả cuối cùng quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó, một nó có thể là hàng hóa, đúng không? Nhà sản xuất thì tạo ra gì? Sản phẩm thì là hàng hóa, đúng không? Người thương mại thì cung cấp ra cái gì? Cũng hàng hóa, mua vào bán ra. Còn dịch vụ thì cung cấp cái gì? Dịch vụ. Thì các chị học rồi, cái tài khoản 5.1 là doanh thu gì? Tài khoản là doanh thu gì? Bán hàng hóa và dịch vụ. Bán hàng hóa, nha, là dịch vụ đó. Nha, đây là doanh thu để bán hàng hóa dịch vụ, nha. Doanh thu bán hàng hóa hoặc là dịch vụ, đúng không? Đó chính là kết quả cuối cùng của mình, bán ra. Đó, đạt được cái kết quả rồi bán ra là cân đối giữa cái doanh thu có được với cái chi phí bỏ ra thì sẽ biết là doanh nghiệp mình kinh doanh có lời hay lỗ, được chưa? Vì vậy cho nên nó sẽ có, nhưng mà có lẽ như chúng ta nói cái kết quả cuối cùng của một cái doanh nghiệp kinh doanh hay sản xuất hay kinh doanh là hàng hóa dịch vụ không sai, nhưng mà các yếu tố đầu ra đó đâu chỉ có hàng hóa và dịch vụ. Yếu tố đầu ra nó có khi nào hay từ gì bán ra, yếu tố đầu ra nó có, nó xuất hiện khi mà tất cả những thứ gì chúng ta bán ra thì gọi là yếu tố đầu ra, và tất cả những thứ gì chúng ta mua vào thì gọi là yếu tố đầu vào. Đơn giản vậy thôi, tôi dùng từ là yếu tố chứ không dùng giống cái luật thuế giá trị tăng. Họ nói những bán đầu ra bao gồm hàng hóa, phải dịch vụ, sản phẩm bằng đơn, bao kể cả tài sản cố định đóng bằng đơn. Vậy là sót nhiều cái lắm, các chị nhớ nha. Ngoài hàng hóa dịch vụ ra tôi còn thứ gì bán ra không?
Có không? Tôi là công ty tư vấn thuế, thì tôi cung cấp dịch vụ hàng hóa. Dịch vụ là tôi bán dịch vụ, máy dịch vụ ra còn cái gì bán không? Cho các chị nói. Chị nói nha, tôi mua 30 cái máy tính xách tay đeo cho nhân viên tôi, mỗi cái trị giá là lãi suất nhất đi ha, màn hình quay vòng vòng á, 38 triệu cái cho nhân viên cao cấp 30 cái. Vậy thì 38 triệu thì tôi mua, tôi là công ty tư vấn thuế, có mua bán máy tính không? Không, cho nên cái tôi mua vào sẽ gọi là gì? Máy tính mua vô 38 triệu thì gọi là gì? Cái gì? À, rồi, tài sản cố định. Đúng rồi, 30 triệu tài sản cố định ha. Tôi đâu có bán máy tính. Khi nào tôi bán máy tính thì gọi tôi là mua hàng hóa vô bán ra, đúng không nào? Rồi, sau khi mua xong, tuần lễ sau nó ra cái máy hiệu Sony xịn hơn, tốt hơn, ngon lành hơn. Và tôi cảm thấy là mua cái này thiệt hại quá, tôi muốn mua cái mới. Nhưng mà chẳng lẽ mua hai cái? Vì vậy muốn mua cái mới thì làm gì? Không dùng từ bán. Thanh lý, đúng nè. Vậy thì 30 cái máy tính chứ tôi đâu có buôn bán máy tính, còn chịu bán máy tính đó. Nhưng mà tài sản cố định có quyền thanh lý không? Công cụ dụng cụ có quyền thanh lý không? Phế phẩm tu hồi có quyền thanh lý không? Đó, thứ đó gọi là thanh lý chứ không gọi là bán, được chưa? Mà đã là thanh lý bán thì không cần chức năng ngành nghề kinh doanh, miễn của mình được quyền thanh lý, được chưa nào? Còn mình chỉ có chức năng ngành nghề kinh doanh mình mới được quyền mua bán. Hiểu vấn đề chưa? Tôi được cung cấp dịch vụ tư vấn thuế nếu tôi có giấy phép kinh doanh ngành nghề tư vấn thuế. Tôi cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán, tôi phải có giấy phép kinh doanh kiểm toán, tôi mới được bán cái dịch vụ đó. Hiểu không? Còn đây là tài sản cố định, không cần giấy phép kinh doanh, có quyền thanh lý không? Có quyền thanh lý. Thì mình tôi dùng từ thanh lý cho cái bản thanh lý 30 máy máy tính. Bạn này là công ty khác, chỉ cần mua máy đeo thôi. Và tôi thanh lý chắc là giá rẻ để tới mua. Đúng không? Tôi treo bản thanh lý nhưng bạn này gọi là đi đâu? Tôi che cái bản là thanh lý, còn bạn tới đây bạn gọi bạn đi đâu? Đi mua. Mà lúc tôi thanh lý cho bạn mà có cần hóa đơn không ta? Lấy không em? Công ty đi mua máy tính lấy hóa đơn không? Không lấy còn lâu mới mua. Đúng rồi, không lấy tự nhiên nguyên giá đâu ra là cái gì công ty lúc nào cũng view hóa đơn mới mua, đúng không? Vậy thì tôi có biết hóa đơn không? Được biết không? Tôi tư vấn lấy được biết hóa đơn máy tính không? Nói đi. Ngày mưa tôi kể cái câu chuyện cho các chị về liên quan tới công ty cung cấp điện thoại giả hóa đơn các thứ á. Bây giờ từ đó các chị tôi được biết hóa đơn thanh lý không? Được không? Tôi không biết hóa đơn, người ta không nghe. Thì cái hóa đơn tôi bây giờ tôi tặng biết là dịch vụ cung cấp dịch vụ bây giờ tôi có quyền viết thanh lý tài sản cố định không? Đó, cái gì nói đi, được không? Nãy giờ các chị nói được mà tại sao bây giờ các chị lắc đầu, được không? Được, cho nên trên tờ hóa đơn người ta ghi là bán hay là thanh lý. À, thanh lý, hiểu chưa? Và hoàn toàn có quyền ghi thanh lý số lượng máy tính 30 cái giá bao nhiêu biết hết sức bình thường. Đi không? Vậy đó là bán ra hay mua vào? Thanh lý là bán ra hay mua vào? Bán ra là biết hóa đơn có tới không? Có tới hiện tại không? Có. Có, tới đầu ra hay đầu vào? Đầu ra. Cho nên nếu trong luật mà nói thuế giá trị tăng đầu ra là chỉ tính lên hàng hóa dịch vụ bán ra sai rồi. Hiểu à? Cho nên người ta mở một đơn kể cả tài sản cố định, sau đó đấu một đơn phát kỹ càng, thiếu phát nữa. Thiếu công cụ dụng cụ, thiếu thêm nữa phế liệu thu hồi rồi đóng mở một đơn rồi đóng cái trên cái giá mà sửa lại luật làm ơn nói tôi cóc từng biết không bán ra thứ gì, chỉ cần yếu tố đầu ra là đánh thuế giá trị tăng đầu ra. Mà yếu tố đầu ra là gì? Là tất cả thứ gì bán ra, miễn bàn là hàng hóa dịch vụ, đúng nè. Nếu ta dùng từ là tất cả cái yếu tố mà doanh nghiệp bán ra để phải tính tới giá trị tăng đầu ra thì chúng ta khỏi phải khổ sở mở mặt đơn bao giờ tài sản cố định thì đóng mặt đơn là lại thiếu thu. Nhớ nha. Vì vậy cho nên đấy, trong cái tài khoản ngân hàng một này nó chỉ ghi nhận doanh thu của hàng hóa và dịch vụ bán ra thôi. Còn cái tài sản thanh lý thì có doanh thu không? Có thuế đầu ra có. Ở bây giờ nó dẫn tới chiếc cục chặt nhỏ hai cái chỗ này. Và đôi khi thanh lý tài sản cố định lời hay lỗ. Đó cái gì lại lỗ? Bị cái giờ bán hết lời dữ lắm. Đúng không? Đất không phải tài sản cố định chứ gì? Sử dụng. Đúng rồi, tôi vấn tới gì? Đất là tài sản cố định rồi, tôi có buôn bán đất đâu mà kêu hàng hóa. Vậy lại không? Rồi, thì lúc đó nó dính tới khoản thu nhập khác. Bây giờ nó không phải là thu nhập từ ngành nghề kinh doanh chính của tôi mà là thu nhập khác. Hiểu vấn đề chưa? Cho nên nó hạch toán riêng ra, doanh thu riêng ra, chi phí riêng ra và thu nhập đó là thu nhập khác. Nó không nằm trong thu nhập hàng hóa dịch vụ. Bây giờ, rồi, xong. Bây giờ ta xem yếu tố đầu ra tính thuế như thế nào? Tính thuế lúc ta bán ra tức cần biết cái gì bán cái gì nhớ nha. Tính tới giá trị tăng đầu ra bất cứ thứ gì bán ra đều phải tính thuế giá trị tăng đầu ra. Nếu nó không nằm trong 26 nhóm hàng hóa không chịu thuế giá trị tăng nghĩa là nó sẽ chịu thuế. Được chưa? Mà cách tính sao này công thức thì đương nhiên cái giống gọi là thuế lấy số lượng nè 30 cái máy tính nhân cho đơn giá nói vòng vòng thật ra là giá tính thuế giá trị tăng đúng không? Mà giá tính một loại thuế là giá có thuế đó thì chưa có
à, phải là giá trị có. Cái nguyên lý mình hiểu nguyên lý rồi, không cần học thuộc thứ gì. Để do học khi không biết gì về nguyên lý, học thuộc thuộc thì làm cũng đúng. Có hai cách các chị thích học và tôi hy vọng cách học với chị sẽ khôn ngoan hơn cách học của sinh viên chính quy. Vì tụi nó chưa có đi làm, tụi nó chưa có ý thức được như các chị làm rồi nha. Và hai tuần nữa là cái cuộc thi chung kết bên công ty kiểm toán Westerhamshipper tổ chức với khoa tuần. Năm nào cũng tuyển sinh á, mà lọc vào vị trí từ 1 tới 10 là nó tuyển thẳng vô làm luôn nha. Đó, vì vậy cho nên năm sau á các chị còn học không? Giữa năm nay và vậy là các chị không còn cơ hội. Tưởng các chị còn cơ hội á, tôi không, nó có thi sơ, các chị chưa học xong thì tôi chưa dám báo. Nếu các chị đi thi á thì cơ hội các chị lọt vô đó rất là cao nha. Và vô trong cái được từ lại 1 tới lại 10 là các chị được có tuyển thẳng vô luôn đó, miễn gì hết, kêu về kiếm chồng nằm luôn nha. Vì vậy mà năm nào cũng vậy hết, toàn là sinh viên của tôi thôi. Vì vậy cho nên nó có cách để ta học nha. Và người ta đánh giá được cái tiêu chí trong quá trình học, tôi đã chỉ cách con người chuyên nghiệp như thế nào rồi, cách học chuyên nghiệp như thế nào rồi, và ngoại ngữ cũng không phải là giỏi đâu, cũng cùn cùn chút chút thôi chứ không đến nỗi siêu việt lắm nha. Bước đầu là như vậy là vẫn vô được nha. Cho nên cứ mùa là tháng 12 thi thì khoảng tháng 2, tháng 3 cuối tháng 3 là bắt đầu vô chung kết nha. Và thi thì năm nào tuyển hết, còn các cái do cái tính độc quyền cho nên Reddit nó vô nó không cho chúng tôi tổ chức với các công ty lớn khác nữa nha. Nó là cạnh tranh nhau cho nên đã chọn nó thì không chọn được thằng Deloitte, không chọn được KPMG, nó cạnh tranh nhau ghê gớm lắm nha. Nó không cho nó chen vô, nó cạnh tranh ghê gớm, thì mỗi công ty đó năm nào cũng tuyển hết. Và cái cạnh tranh trong kiểm toán kinh khủng lắm, nó đào thải liên tục, nó đào thải liên tục. Vì vậy năm nào mình cũng tuyển cạnh tranh người. Bốn công ty đó thôi là một năm tuyển gần 500, một năm là 500 nhân viên, không nói nhiều. Nó không phải nó mở rộng quy mô đâu đâu, đó là mà nó nói là quy mô mở rộng, ừ thì cũng có mở rộng, nhưng tôi khảo sát ra là vô đó chuyện nổi danh nha, phần chuyện nổi danh nhiều lắm nha. Nhưng mà không sao, mình vô đó để mình chịu 1-2 năm để lấy background của mình đi ra mình làm kiểm toán cho công ty khác, không phải tự nhiên đi suối các chị đi làm kiểm toán đâu. Chỉ cần các chị có cái hồ sơ trong đó đã từng làm kiểm toán công ty này thì mấy công ty khác cũng tuyển các chị về làm kế toán trưởng thôi, chứ không làm nhân viên đâu. Và đó là cái con đường để đi. Kể cả sinh viên muốn làm như ngành tài chính nghiệp nghe rất hay, làm giám đốc tài chính thì nói cái đỉnh thì hay lắm, nhưng mà bước từ đâu lên đỉnh thì không biết. Đúng nè, mới ra trường các anh bước làm cái giám đốc tài chính không? Có phải chị? Không. Đó, nó bài bước vậy, cái đỉnh nó đi lên bằng con đường nào? Tôi hay đùa với cái sinh viên khoa tài chính doanh nghiệp, đúng, cái kết của em rất hay là CFO lương gấp 2.5 lần kế toán. Đó, lãnh đạo bộ phần hành luôn, nó đưa ra phần hành thôi, còn các chị sẽ là người thực thi phần hành kế toán đó. Nó vẽ ra đủ quy trình hết, các chị là người làm nha, nó nhàn lắm. Nhưng mà đi bằng con đường nào? Đó là cuối cùng tôi mới định hướng cho đám sinh viên đó là nhảy vô kiểm toán, làm xong kiểm toán lấy nhảy ra ngoài làm CFO. CFO chính thức không nổi thì bước đầu phải đi từ những cái văn phòng đại diện. Ban đầu đại diện của công tập đoàn lớn á, ông thành bảo ti ở Việt Nam chứ khoảng nó nhỏ quá, không qua đây nghĩ vậy là sai á, và nó dễ hơn, nó tiện hơn mà vô trong đó xong chỉ cần có nền, có lý lịch. Anh đã từng làm cái văn phòng đại diện công ty lớn, làm mấy công ty lớn mà ở Việt Nam mấy chục năm là nó bốc về liền, nó có đường đi hết. Vấn đề chúng ta phải biết con đường để đi nha, chúng ta phải biết con đường, nếu không cuộc đời ngắn lắm các chị. Tôi nói các chị có những người còn trẻ khoảng 20 tuổi có không? Có. À, đó, rất là trẻ đúng không các chị, nhưng mà xin thưa các chị, ngày xưa tôi cũng trẻ như các chị. Giờ cuộc đời này người ta nói nó như cái chớp mắt, mà tôi nói còn nhanh hơn chớp mắt. Không biết anh ngồi ngoài cửa sổ có đồng ý với tôi thấy nó nhanh còn hơn cái chớp mắt. Tôi mới ngày nào tôi trẻ khủng khiếp à, rồi chớp mắt cái chưa tới chớp mắt là già rồi, chỉ chút xíu nữa thôi là lên đường rồi nha. À, nó nhanh lắm các chị, nó cực kỳ nhanh. Mà nếu chúng ta không biết con đường đi thì đến cái ngày mà chúng ta lên đường chúng ta cảm thấy hối tiếc, vì lẽ ra chúng ta đã làm được mà chúng ta không làm. Điều như là chết thì ai cũng chết á, nghĩa là sau khi chết xong mình cảm thấy ừ cái vì mình đã làm hết mọi chuyện, không còn cái thứ gì mình không làm nữa, mình chẳng có thứ gì để tiếc nữa, thì lúc đó chết nó khỏe hơn. Còn cái loại người chết mà không nhắm mắt thì mệt mỏi, đúng không? Chết thì ai cũng chết á, chết không nhắm mắt, rồi kêu con tới trước khi chết dỗ dài nói sau khi chết xong con nhớ thay cha làm điều đó, thì là vô trách nhiệm, đúng không? Cái chuyện của cha làm đi, nhưng mất quá thì còn làm, đúng không? Các chị á, từ truyền từ đời này qua đời kia đủ chuyện xảy ra, tôi thấy vô trách nhiệm quá. Bản thân anh không làm được, anh còn kêu tới dỗ đầu kêu xong khi cha chết xong còn nhớ làm. Đó rồi lại nhiều người vì cái gì lời nói đó của cha là phải đi theo con đường, rồi lại con đường lại kêu con tới lại con ơi cha chết đi con lại làm đó. Bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu để làm cái gì những chuyện đó, mình nè, chuyện mình nè, chuyện người ta làm không liên quan gì nhau.
đó, vậy cho nên mong các chị chúng ta sống là học mà chúng ta phải biết cái con đường đi nhanh nhất để mình làm việc xong nha. Vì công việc này thật ra nó khó, nhiều người vô tôi thấy khốn đốn suốt ngày làm hết việc nhưng tôi thấy xin nhanh, cái này đâu có lâu như vậy đâu nha. Mình làm rất nhanh nhưng mà sao họ cứ sao quần làm bài làm được. Vấn đề là chúng ta phải nhìn nhận, phải giải quyết nhanh mọi chuyện, rút ngắn các chị phải hiểu hết mọi chuyện, sau đó làm theo phản xạ và mọi chuyện các phản xạ hết nha. Các chị cho bao lâu cũng làm được hết, cho nguyên ngày cũng được mà cho 2 tiếng cũng được, tùy tôi thích nó làm một ngày là một ngày, mà lúc tôi thích nó làm một tiếng là một tiếng. Thì đôi khi có lại người nó thấy mình làm tiếng mình nó kêu mình làm biếng thì mình nó kéo dài ra mình làm cả ngày trời một hôm kia đổ nhà nhà, nhưng không phải là mình làm. Thì mình không phải mình làm đâu, mình làm xong rồi mình cứ cố tình ra thì nó thích mà cứ cho người ta thỏa mãn là nguyên thích của người ta. Cho nên chúng ta cân nhắc hết cuộc sống, phải cân nhắc mình không lừa ai. Nhưng mà đôi khi cái tế nhị á chị, lại người đó ta thích như vậy mà mình lại không cho người ta thỏa mãn sự ham muốn của người ta thì nó lại có chuyện nha. Mình hỏi lắm rồi, thích thì cho thì làm, muốn làm thì cho làm, muốn dài cho dài, muốn ngắn cho ngắn. Vậy cho nên chúng ta có nhiều cách để làm nha. Rồi bây giờ cái này rất đơn giản là không cần giải thích, mấy mà tôi bán ra thì chắc chắn nó xuất hiện doanh thu đúng không? Doanh thu mà muốn tính tới giá trị gia tăng phải là giá bán chưa có tới giá trị gia tăng hay là có thuế, thế là thuế tài khoản không trừ, giá tính thuế là có thuế chưa thuế chưa có. Bữa nói rồi công việc giữ giá bán chưa có tới giá trị gia tăng rồi doanh thu bán hàng rồi giá bán đã có tới công việc giữ thì nói rồi á, không nhắc lại á, thì chắc chắn chúng ta chỉ cần lấy doanh thu nhân thuế xuất thuế giá trị gia tăng thôi là chắc chắn nó sẽ ra tới giá trị gia tăng đầu ra, đơn giản như thôi. Bây giờ bán ra doanh thu bao nhiêu, không cần biết bán cái gì, bán sản phẩm cũng vậy, bán dịch vụ cũng vậy, và bán tâm lý tài sản cố định vậy, doanh thu bán ra là bao nhiêu, mà doanh thu chắc chắn là giá bán chưa có thời gian hiện tại, được chưa? Rồi, nhưng mà có thể quý vị tôi nói chưa? Tôi nói các chị cái trình tự sắp xếp á, thứ tự từng loại tới, loại tới sau có quyền đánh chồng lên loại tới trước. Vậy thì muốn tính tới giá trị tăng phải là giá bán chưa có thời gian hiện tại đúng không? Rồi, nhưng mà có thể quý vị không? Có. Nhớ nhá, loại tới sau nó có quyền đánh chồng lên loại tới trước, thấy chưa? Rồi có thể bảo vệ môi trường không? Có, loại tới sau có quyền đánh chồng lại, chúng ta hiểu được nguyên lý của nó rồi, còn lời lẽ diễn giải ví dụ các thứ họ viết ra thì chỉ là cho cái diễn giải cho hệ thống để ta xem thôi, được chưa nào? Rồi xong, cách tính nha, mà thuế xuất rồi, vừa tôi nói cái gì rồi, nó có 3 mức thuế xuất, đúng là thứ nhất có thể là 0%, thứ hai có thể là 5%, và cuối cùng nó có thể là 10%. Vậy thì trước tiên ai đó hỏi mình cái mặt hàng vi phấn này thuế xuất bao nhiêu, thì mình trả lời sao? Không trả lời, chuyên gia không bao giờ trả lời mà phải hỏi lại. Một người giỏi không bao giờ trả lời khi người ta hỏi đó mà hỏi lại. Nó hỏi là cái này nhiêu thì trước tiên mình hỏi muốn trả lời thuế xuất bao nhiêu, phải hỏi vậy cái này có chịu thuế giá trị tăng không? Nếu nó nằm trong 26 nhóm không chịu thuế giá trị tăng, các chị rảnh giờ cái tiên kiến mình nó bao nhiêu phần trăm, đúng không? Nó đang là 0%, nó không chịu thuế mà bao nhiêu phần trăm thì, cho nên đầu tiên các chị phải xem món này nè, nó nằm trong nhóm 26 nhóm hàng hóa dịch vụ không thuộc diện chịu thuế giá trị tăng hay không. Ví dụ cái cuốn giáo trình nè, nó nằm trong cái nhóm giáo trình nha, giáo trình và tài liệu tham khảo nó không chịu thuế giá trị tăng, và các chị đi kiếm cho nó 5/10 là mệt mỏi lắm. Còn nếu là cuốn sách cứ cuốn theo chiều gió hay gì đó, cứ cuốn tiểu thuyết đó thì nó còn không thôi. Thì do vậy cho nên chúng ta xem nếu nó không chịu thuế thì đừng đi kiếm thuế xuất của nó nha. Và nếu nó không nằm trong 26 nhóm không chịu thuế, lúc đó mới đi xác định thuế xuất là bao nhiêu. Thì các chị nhớ là 0% này bữa tôi nói rồi, nó chỉ không nói cái gì 0% hết, chỉ cần xuất khẩu thì thuế xuất thuế giá trị tăng sẽ là 0%. Chỉ cần chứng minh hành động xuất khẩu thì thuế xuất thuế giá trị gia tăng sẽ là 0%, không cần biết cái đó là cái gì. Dạ nha, không nói cái biro này 0%, không, biro bán trong nước thì thuế 10% giá trị tăng, nhưng xuất khẩu chỉ cần chứng minh xuất khẩu không cần biết cái gì thì thuế xuất thuế giá trị gia tăng sẽ là 0%, tôi nói rất rõ ràng nha. Còn thuế xuất khẩu thì tùy nó đánh thuế xuất khẩu bao nhiêu, tùy trong cái việc thuế xuất khẩu, được chưa nào? Đấy, vậy chứng minh xuất khẩu bằng gì? Chứng minh xuất khẩu bằng gì? Hợp đồng. Cái gì? Quan trọng nó gọi là bộ hồ sơ xuất khẩu. Xuất khẩu phải có bộ hồ sơ xuất khẩu. Đối với hàng hóa thì nó đòi 4 món: 1. Tờ tầm xuất khẩu, 2. Tờ khai hải quan, cái quan trọng nhất là cái tờ khai hải quan, rồi hóa đơn. Tuy nhiên xuất qua nước ngoài cũng là bán, phải viết hóa đơn, thì quan trọng nhất là bán cho nước ngoài chuyển khoản. Nó đòi hỏi cái thanh toán không dùng tiền mặt, chứng từ chuyển khoản phải đủ bộ hồ sơ. Những cái món đó thì nó mới nói là hàng xuất khẩu phải được 0%. Cái gì mà mất những cái hồ sơ đó đi, nó không cho là 0% nữa. Vì vậy cho nên lúc nào xuất nhập khẩu người ta cũng lưu cái bộ hồ sơ rất quan trọng. Mà dân xuất nhập khẩu chuyên gia mượn tờ khai hải quan chạy ra cảng và không bao giờ nó trả lại. Nha, và cái người giữ tờ khai là cái loan. Bởi vậy là cái mô sau này làm công ty xuất khẩu thôi cũng đòi bộ rất khủng khiếp lắm. Dân xuất nhập khẩu nó chạy xuống nó mượn tờ khai đi mà không đưa nó là có chuyện, mà đưa nó xong rồi hầu như nó không về nó trả.
Yeah, rồi đến hải quan ở đâu rồi thì chúng ta lại không có cái bản chính, thì các chị mới nghĩ cách quản lý để làm sao vừa không bất lòng đồng nghiệp mà vừa không bị mất cái tờ khai bản chính đó. Đó nó khổ lắm, nghề kế toán có nhiều cái rất là mệt mỏi. Yeah. Lúc tới lãnh tiền ai cũng lãnh tiền đúng không? Đi lãnh tiền mà. Rồi đến lúc đập tiền ai cũng muốn đập liền. Đúng không? Mà cái dây sẽ bẹp nó dài. Rõ ràng mà không cho người ta liền là người ta ghét. Vậy cho nên nó khổ cái nghề, mỗi nghề nó có cái vấn đề như thế nha. Rồi, nhớ nha, mà ngay cả hàng hóa không được chuyện nhiều tới giá trị tăng, xuất khẩu thì sao? Chứ hàng nông sản chưa chế biến, bữa nói cà phê hay xuống chưa chế biến cho người trực tiếp bán đó. Nó bán Việt Nam xuất đi nước ngoài. Thì các chị cho tôi biết nó đang là không chịu thuế đúng không? Nếu bán trong nước, còn nếu xuất khẩu thì thuế xuất khẩu 100%, nhớ nha. Chứ đừng bây giờ các chị cứ giải là đặt lên cái này là không chịu thuế thì nó không được, nó vẫn được 0%. Tức nó đâu cần biết cái gì, nó đâu nói hàng nào đâu, hàng chịu thuế không chịu thuế, miễn xuất khẩu là 0%, trừ một số dịch vụ đặc biệt để cả bán trong nước ngoài mà không được 0%, thì trong tài liệu có mấy cái bảo hiểm, tái bảo hiểm, những cái đó tài chính gì đó, thuê tài chính thì có, nhưng mà ít, còn hàng hóa là như vậy không được chưa nào. Đó cách mà chúng ta tính tới giá trị tăng đầu ra, đấy đơn giản vậy thôi. Còn những cái nội dung thì trong tài liệu nó có hết rồi nha. Thì thật ra nó dựa trên cái nguyên lý rồi chứ không có gì ghê gớm. Đây là giá tính thuế giá trị tăng đối với hàng hóa dịch vụ nhiều thuế tiền quyền thì nó sẽ là giá bán đã có thuế tiền quyền nhưng chưa thuế giá trị tăng. Tính thuế giá trị tăng chỉ cần chưa có thuế giá trị tăng là tính được rồi, và trong đó có thuế tiền quyền thì vẫn tính được thuế giá trị tăng rồi. Còn muốn tính thuế tiền quyền phải là giá bán chưa có thuế tiền quyền. Các chị hiểu chưa? Các chị tự ta coi câu hỏi, ta hỏi cái gì nhiều câu hỏi, các chị thích chơi lừa, các chị đưa ra thuế xuất khẩu nhập khẩu tiền quyền trong cả đời, ta hỏi thuế tiền quyền làm cái ta bị lừa đi, ta mới xem cái câu hỏi nó hỏi cái gì, nó đưa rất nhiều thông tin dư ra học cực tiên nha. Đây nhà máy rượu bia và nước giải khát Sài Gòn mặt hàng bia 3 số 3 với giá bán chưa thuế giá trị tăng 150.000 đồng một thùng và thuế xuất giá trị tăng của bia lon là 100%, để tùy trường hợp này thuế giá trị tăng đầu ra rất dễ dàng được chưa. Chúng ta cứ lấy doanh thu nhân cho thuế xuất là ra tiền thôi, được chưa. Cái hàng sai nhất trong trường hợp này là sai cái gì? Cho này mỗi lần bán hàng kéo tới bán hàng hay sai là sai cái gì? Sai cái thuế xuất á, chúng ta xác định sai cái thuế xuất vì hàng hóa bán nhiều, đương nhiên ta xác định nó sai nha. Rồi tiếp theo, đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường thì giá tính thuế giá trị tăng vẫn là giá bán chưa có thuế giá trị tăng, nhưng mà có thuế bảo vệ môi trường không? Có nha. Đây công ty khai thác than đá Hương Nghĩa là bán mặt hàng than đá với giá bán chưa có thuế bảo vệ môi trường và chưa có thuế giá trị tăng là 1 triệu đồng một tấn, chưa có hai loại thuế này luôn. Rồi thuế xuất thuế giá trị tăng của mặt hàng than đá là 10%, còn thuế bảo vệ môi trường nó thu thuế tuyệt đối là 10.000 đồng cho một tấn. Dạ bây giờ muốn tính thuế giá trị tăng phải là giá chưa có thuế giá trị tăng, có chưa? Có rồi. Dạ, nhưng mà có thuế bảo vệ môi trường chưa? 1 triệu đồng này là có thuế chưa có thuế giá trị tăng, có thuế bảo vệ môi trường chưa? Chưa. Thì buôn lậu bây giờ muốn tính thuế hay sao? À, chúng ta phải cộng cái thuế bảo vệ môi trường vô, hiểu chưa? Chưa có thuế giá trị tăng nhưng mà phải có thuế bảo vệ môi trường thì mới tính thuế giá trị tăng được. Nguyên tắc loại thuế sau nó sẽ đánh chồng lên loại thuế trước. Từ giờ là cách tính là như vậy thôi. Đây 10% tiền thuế nó sẽ là chứ phải lấy tiền 10 triệu đồng nhân 10% thôi nha. Đó là giá chưa thuế giá trị tăng nhưng mà chưa có thuế bảo vệ môi trường. Được chưa? Muốn tính thuế giá trị tăng là chưa thuế giá trị tăng và phải có thuế bảo vệ môi trường. Loại thuế có trước, từ giờ loại thuế sau nó sẽ đánh lên loại thuế trước. Cẩn thận chỗ này. Rồi. Bây giờ ta gặp cái thứ hàng hóa vừa có thuế tiền quyền vừa có thuế bảo vệ môi trường thì sao? Ví dụ như mặt hàng xăng á, xăng á vừa có thuế bảo vệ môi trường vừa có thuế tiêu dùng quyền vừa có thuế giá trị tăng luôn, vừa có thuế nhập khẩu luôn, nó đi một phát bốt lại thuế cho nên một lít xăng bỏ vô bình xăng của mình nên tiền thuế nó nhiều lắm. Bây giờ cái tiền cái xăng không bao nhiêu nhớ thì rõ nha. Mày bạn ta thấy mà kết quả cách tính đơn giản thôi, nó phải là giá gì chưa có thuế giá trị tăng nhưng mà có thuế bảo vệ môi trường không? Có. Mà có thuế tiêu dùng quyền không? Đó, đơn giản vậy thôi, cách tính là như vậy nhá. Rồi bây giờ nó mới chạy rất là nhập rất may, nó giống y chang đối với trường hợp các loại thuế đáng thu thì lại trái nhập lại trái gớp có nằm trong giá thuế không? Nhớ lại đi, là bài tập thuế xuất nhập khẩu rồi, là bài tập thuế tiêu biệt rồi, lại trái nhập lại trái gớp có nằm trong giá thuế không? Không, nhớ nha, tính theo kiểu cả tiền liền, còn lại trái nhập lại trái gớp nằm trong thu nhập khác, nó không nằm trong doanh thu. Lại trái nhập lại trái gớp không nằm trong doanh thu bán cho ta, doanh thu luôn luôn là bán cả tiền liền hay trái nhập. Giá bán đi vô nhận vô tài khoản nó còn bò có là có bao giờ trả nhầm lại trả nhầm không? Không, lại trả nhầm đi vô tài khoản khác, chúng ta hiểu chưa? Nó vô vào thu nhập khác rồi. Rồi đây siêu thị điện tử Tiến Đạt bán tủ lạnh Hitachi 250 lít nè, 2 lít sau đây nếu thanh toán ngay là trả tiền liền á, giá bán chưa tới giờ 8 triệu, nếu trả nhầm trong vòng 6 tháng thì giá là 8.4, đó là tiền lãi, không có làm vốn là tiền lãi nha. Và siêu thị bán 40 tủ lạnh, trong đó có 30 tủ lạnh bán theo kiểu trả góp và 10 cái trả liền, vậy thì bán được 40 cái thì tính tới 40 hay tính 80? Trước tiên số lượng cái này bán được 40, trong đó có 30 cái bán trả góp và 10 cái bán trả tiền liền, vậy thì tính tới 40 hay 30?
hay mượn mấy chỉ cần tiêu thụ là bán ra là tính thuế rồi, không quan tâm tới chuyện bán triệu hay bán thiếu người dân nào ấy. Rồi cách tính ra giá nào 8 triệu hay là 8.24 triệu? À 8 triệu. Hôm bữa mình có ví dụ rồi, mình nói cách ghi trên tờ hóa đơn rồi luôn. Được chưa? Bạn ta nhớ cái này giống nhau như vậy, không có gì khác hết nha. Hai là thuế rất giống nhau chỗ này, đây là thuế doanh thu, không bao giờ tôi nói lướt qua thôi. Rồi, đối với trao đổi biếu tặng giống như chàng nhau. Nhớ lại đi, biếu tặng trao đổi tiêu dùng nội bộ, trả thay lương vân vân những thứ đó có xem như bán không? Có làm bài tập rồi, nhớ chuẩn bị rồi, có xem như bán không? Có biết hóa đơn không? Có, tính ra giá nào? Giá thị trường hay là giá trao đổi? Giá thị trường tính theo giá bán của sản phẩm cùng loại tương đương ngay tại thời điểm trao đổi tiêu dùng, được chưa nào? Cách tính rất là giống nhau, rất giống nhau nha. Đây. Rồi trong này có ví dụ luôn. Rồi nước quả này. Rồi đối với hàng hóa khuyến mại, bên kia biếu tặng, nha đối với đơn vị thì biếu tặng, xem như bán mà tính thuế, có xin thuế hay không xin thuế đều phải tính thuế hết, đó là thuế đơn vị, được chưa? Còn thuế giá trị tăng nó khác chút xíu. Thế giá trị tăng mà biếu tặng không xin phép, không đăng ký theo chương trình biếu mãi, không xin phép gì hết á thì xem như bán tính thuế. Còn biếu mạnh theo chương trình quảng cáo biếu mãi mà có đăng ký, có xin phép thì nó sẽ ghi cái dòng là hàng biếu mãi, không tính thuế. Và lúc đó vẫn ghi hóa đơn, vẫn phải ghi hóa đơn, ghi số lượng thôi, còn số thành tiền, đơn giá và thuế không ghi. Nha, cho nên nó sẽ thấy chúng ta nó bán ra 1.000 sản phẩm, ghi giá thành đơn giá thành tiền rồi xuống hàng biếu mãi theo chương trình đó chấm sản phẩm. Nó ghi số lượng chậm, không lấy tiền nên không ghi giá. Được chưa? Vậy khi tính thuế nó chỉ tính thuế những cái bán, còn cái khuyến mại có đăng ký thì không tính thuế, nhưng vẫn phải ghi hóa đơn. Được chưa? Tất cả thứ gì các chị muốn tặng cho khách hàng đều phải ghi hóa đơn. Nhớ là vì sao? Mình nói này tôi đi mua về mà. Rồi sau đó tôi lấy cái đó tôi tặng cho bạn này, tôi không bán micro, nhưng mà tôi mua micro về làm quà tôi tặng cho bạn này theo chương trình khuyến mại cho đăng ký. Vậy thì cuối cùng tôi đi mua có hóa đơn mua vào không? Có. Thì khi tôi tặng cho bạn này có biết hóa đơn không? Tôi không phải dân bán micro, tôi mua tôi tặng thôi, tôi mua máy tính, tôi mua điện thoại tôi tặng cho khách hàng thôi, chẳng liên quan gì mấy máy tính đâu, mấy hàng hóa tôi vậy. Có biết hóa đơn không? Nhớ cho tất cả hàng biếu tặng khuyến mãi đều phải biết hóa đơn. Nó chỉ có hai loại, là một loại tính thuế, một loại không tính thuế. Được chưa? Có xin phép thì không tính thuế vẫn phải biết hóa đơn. Được chưa? Và không xin phép vẫn mới biết hóa đơn và tính thuế. Các chị hiểu hai cái khác nhau giữa xin phép không xin phép cái gì không? Nếu xin phép thì khỏi tính thuế giá trị tặng, nhưng mà thuế đặc biệt tính không? Được không? Vẫn tính, thế tiêu biệt vẫn tính, mục tiêu hạn chế tiêu dùng mà. Còn thế giá trị tăng không tính, còn không xin phép thì thuế nào cũng tính hết. Vấn đề là phải biết hóa đơn. Vậy biết hóa đơn để tặng người ta nó lên ý nghĩa gì? Tại sao bắt viết hóa đơn? Các chị hiểu ý nghĩa tại sao nó bắt phải viết hóa đơn? Các chị mà không viết hóa đơn coi như không biết tặng, còn mình tính chi phí. Bây giờ để biết tỏ hóa đơn chứng minh điều gì? Tự nhiên tặng micro, biết hóa đơn ta anh này tặng micro không lấy tiền thì cái tỏ hóa đơn có ý nghĩa gì? Đó là chứng cứ, là chứng minh các chị tặng nha, tặng cho anh này. Còn các chị mua về các chị xài sản phẩm các chị mới tặng lại, nó có hóa đơn gì hết. Này ai biết các chị tặng ai, đúng không? Đúng không? Các chị mua có hóa đơn mua vô, rồi các chị mang về xài hết xong thuế xuống, các chị nói tặng cho khách hàng tất cả tính hết chi phí, tặng ai chứng minh bằng gì? Không có tờ hóa đơn chứng minh không bao nhiêu mình tặng. Được chưa? Nhớ lấy cẩn thận điều đó, và có lý do ta đòi chứ không phải tự nhiên đâu nha. Đấy, này ngân hàng bị dính nhiều lắm. Cuối năm ngân hàng nhìn thấy cái lịch á, khách hàng tới phá có hóa đơn gì gì hết rồi tính sao ra hết, nói chung nó biết tới ngân hàng mấy năm nó muốn thanh tra kiểm tra là bán sạch mất cũng khá. Nhưng mà đối với ngân hàng thì tôi cho rằng tôi bắt vì tiền nó nhiều quá, đúng rồi. Cho tôi nghĩ tôi nói khi mình tư vấn mình không dám nói ra chứ mình nghĩ trong lòng mày ăn người ta còn hơn cái gì đó, thì lâu lâu mình bắt đi tí cũng bắt gì, đúng không? Cái gì đó chuyển tiền tài khoản thứ gì cũng chặt tiền ta một kiếp á. Giờ cái tài khoản gì bị cân bằng nó quất các chị 1 tháng 11 ngàn, tôi quay lại kiếp keo kiệt không tiếc 11 ngàn đồng đâu, nhưng 11 ngàn đồng đó mà nó có khoảng 3 triệu khách hàng, lấy 11 ngàn nhân 3 triệu nhân 12 thì coi năm kiếm bao nhiêu đồng tỷ hết vậy. Các chị đơn giản chỉ lấy 11 ngàn cố định cho mỗi tài khoản 1 tháng 11 ngàn, phục vụ nguyên năm là chính là trăm mấy, vậy nó nhân lên đi lấy 2 triệu khách hàng mà Việt Nam ta có hơn 7, chúng ta có 70 triệu tài khoản, thì các chị nghĩ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nó chơi cái tài khoản của doanh nghiệp tới cỡ nào? Không làm gì cả, đó chỉ là chưa phục vụ, chưa gì nha, chưa tính rút tiền, chưa tính thẻ, cái đó là khác nữa. Thì các chị thấy thì họ làm việc không đúng chuẩn mực thì họ bị trừ phạt, đó thì cũng đúng lắm, và không đáng đối với họ, không đáng, thu nhập họ rất là cao. Rồi đối với hàng hóa dịch vụ có tính chất đặc thù, những cái loại này nè, người ta xài chứng từ đặc thù chứ không có xài hóa đơn. Thật ra bản chất chúng ta là phải có hóa đơn, nếu nộp thuế đem bán khấu trừ là phải xài hóa đơn giá trị tăng, nếu nộp thuế đem bán trực tiếp phải xài hóa đơn bán hàng,
Rồi, nhưng mà ngoài ra nó còn có các loại như vé tem phiếu là đặc thù. Dạ, không phải hóa đơn nhưng mà nó thiết kế kèm hóa đơn có series, có số đàng hoàng. Dạ, hoặc là đặc thù nó không thể là viết hóa đơn được. Ví dụ có bao giờ các chị nghe qua cái trạm thu phí người ta chặn lại rồi người ta đưa mình hóa đơn hay xé cho cái vé? Xé. À, cái vé đó. Vì cái vé đó nó là dạng đặc thù. Và thật ra cái công ty mà xây cái trạm phí đó là một công ty cổ phần. Nó được thuế tem phát cố trừ đàng hoàng, lẽ ra nó phải xài hóa đơn giá trị gia tăng. Nhưng vì cái lưu lượng xe đi qua cái trạm nó quá nhiều, không đủ thời gian để viết hóa đơn, sau đó xé ra đóng bọc giấy trên đường nó chắc kẹt xe mấy chục cây số. Vì vậy cái đặc thù ngành nghề nó buộc lòng phải thiết kế cái tờ giấy thay cho hóa đơn. Được chưa? Cái vé đó nó xem nhiều nhận hóa đơn, nó cũng là xem nhiều, nó phải hóa đơn nhưng mà có giá trị giống nhiều hóa đơn thay thế cho hóa đơn. Bây giờ nó có series, nó có số và nó có số tiền tiền học. Và cái vé đó để cho đơn giản đó thì nó ghi ba dòng là giá trừ thuế, thuế bao nhiêu tổng cộng, hay nó chỉ ghi dòng tổng cộng các chị. Cái vé để cho nhỏ nhỏ đơn giản nó ghi dòng có dòng tổng cộng, nhưng mà trong đó có thuế không? Có, thì buộc lòng lúc đó chúng ta tính thuế thì giá tổng cộng nó là giá đặt thuế thì không tính tới giá trị bằng được. Giá trị tăng có là giá gì? Chưa có thuế giá trị tăng. Mà cái chuyện mà đã có thuế với chưa có thuế nói quá nhiều về thuế tuyệt biệt rồi, biến đổi sao? À, chúng ta chỉ chi cho một cộng thuế xuất thôi. Điều cho là cái này chúng ta phải làm, mất thời gian, người bán cũng phải làm, người mua cũng phải làm, rất phiền hà. Nhưng mà may quá, đặc thù là hay gặp hay lâu lâu mới gặp? Lâu lâu mới gặp, do tùy ngành nghề, có những ngành nghề gặp hoài. Ví dụ ngành vận tải thì nó gặp mỗi ngày, thì nó gặp mỗi ngày. Đây, cho xem, bưu điện, cho bưu điện. Bây giờ có ai gửi thư tay không? Có thư điện tử rồi, có còn xài thư tay không? Có à, thư tay nó có giá trị của nó à. Hồi xưa thư tay là phải viết bằng tay, đánh máy là mất giá trị rồi. Tôi bắt các chị viết tay để nhìn con người như thế nào. Do nhìn cái chữ viết là biết con người rồi. Tôi nói thiệt các chị, cái người mà viết chữ viết quằn quại lên không ai đọc được hết, lôi thôi lết tết, không thể nào là người cẩn thận. Các chị nhìn lại chữ viết của mình đi. Tôi đi nhìn qua thấy số người chữ viết kinh dị quá. Mà làm cái nghề kế toán đúng là bây giờ làm bằng máy, nhưng mà không phải điều đó có nghĩa là chúng ta từ chối cái từ chữ viết của chúng ta. Các chị nói ngay cả một số công ty khi vô làm nó bắt các chị viết cái giấy mà đơn xin việc bằng viết tay đó, bắt viết tay đó để nó xem, nó coi tính cách chúng ta thể hiện trong đó. Và chữ viết chúng ta có thể tập được, chúng ta ẩu tả nhưng ráng thì cái nghề của mình nó buộc mình phải cẩn thận rồi. Nó không còn cách nào khác ấy. Còn nếu chúng ta muốn nghề sáng tạo khác thì nên chọn nghề khác đi. Cứ không chọn nghề kế toán trục lòng, cái ưu tiên số 1 các chị mới là người cẩn thận. Chứ không cẩn thận là không làm được. Như tôi là không bao giờ tôi làm kế toán được. Tôi không bao giờ cẩn thận hết. Đồ tôi thích dùng đâu là tôi dùng. Và tôi về nhà mà bà xã tôi mà dọn dẹp đi là tôi không vui đâu. Tôi thảo luận trước rồi, chấp nhận tôi lấy tôi không, mà tôi thích dùng chỗ nào tôi dùng mà không được quyền chọn à. Vậy gì tôi dùng cho đâu tôi nhớ đó, mình dọn đi lát tôi tới đó tôi kiếm được. Tôi quăng cái đó mà tôi nhớ nằm ở đâu đó, tôi quăng đâu tôi biết nằm đâu, mà tới tôi đó là dọn mất tiêu rồi tôi xếp cho chỗ khác. Cứ ngày nào mà xếp ngăn nắp mà tôi kiếm đồ thì không được chứ gì. Tôi quen tôi dùng nó đâu là tôi biết nó đâu rồi, để yên nó dùm tôi. Tôi biết tính tôi như vậy tôi không thể làm kế toán được. Không bao giờ làm được cái gì như vậy, cho nên tùy mỗi ngày chúng ta chọn đúng cái nghề mình, chỉ còn cái tính tình mình nó không được cẩn thận thì mình làm nghề nó được. Rồi đây chúng ta xem một cái tem bưu điện á, là giá bán được 10.000 tem, mỗi con tem là 2.000 đồng, thuế suất là 10%, thì lúc đó nó buộc lòng nó phải tính ra, nó lấy 2.000 nó chia vào cộng thuế suất thì mới ra cái giá tính lên. Và cũng tính tới là đem thuế suất nó ra rất lẻ, thì cuối cùng làm chậm lại 2.000 để cho người mua ta vui lòng. Người Việt Nam không thích giá lẻ đâu, là cái thật ra nó rất là lẻ đấy, nhưng mà cái này ít gặp hơn đó. Bây giờ vô phần quan trọng này, thế đầu ra không có gì khó khăn hết, bất cứ thứ gì bán ra đều phải tính tới giá trị ra đầu ra bằng cách lấy doanh thu dân cho thuế suất chạy hết, nó sẽ ra thuế đầu ra. Cái khó chính là thuế giá trị tăng đầu vào, mà khó hơn nữa là chính là thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ. Hôm nay ta phải giải quyết phần này nha, thuế đầu vào. Rồi đây các chị xem này, rất quan trọng, có bao nhiêu khu vực để mua vào, hỏi có bao nhiêu chỗ, bao nhiêu người, hỏi có bao nhiêu doanh nghiệp, chỉ hỏi có bao nhiêu khu vực để doanh nghiệp mua vào. Mua vào có bao nhiêu khu vực, có nhiều chỗ lắm, có nhiều doanh nghiệp, có nhiều đơn vị để mua lắm, nhưng mà có bao nhiêu khu vực? Chỉ có hai khu vực thôi, một là mua ở đâu, mua trong nước, hai là gì? Nhập khẩu chính là mua vào, mua từ nước ngoài. Chỉ có hai khu vực để mua vào. Rồi mua trong nước, mua ở đâu? Chúng ta có thể mua của những người nộp thuế giá trị tăng thêm bắt khấu trừ giống mình. Nếu là doanh nghiệp này mua của doanh nghiệp khác, mua của hợp tác xã, mua tổ chức khác, họ khấu trừ mình cũng khấu trừ giống nhau.
bình sản hóa đơn giá trị tăng, ở bình sản hóa đơn giá trị tăng, đúng không? Cho nên người mua có biết hóa đơn hay là chỉ nhận hóa đơn? Người bán thì biết hóa đơn, còn người mua biết hay nhận? Dạ, mà sau khi nhận hóa đơn phải đảm bảo điều gì? Người biết thì phải viết tờ hóa đơn đảm bảo tờ hóa đơn nó không bị sai, còn người mua khi cầm tờ hóa đơn phải đảm bảo tờ hóa đơn đó gì? Không có hợp lệ, tờ hợp lệ có giá trị hợp pháp, đó, hóa đơn phải hợp pháp, chứ không có lệ gì đấy. Yeah. Khi mình mua hàng mình trả tiền cho người ta hay họ đưa tờ hóa đơn, mình cầm tờ hóa đơn không phải đảm bảo trên tay mình đang cầm một tờ hóa đơn hợp pháp. Còn nếu mình cầm phải tờ hóa đơn bất hợp pháp coi như không có hóa đơn. Bây giờ cầm trên tay mình đồng tiền hợp pháp thì mình xài được, còn đồng tiền giả thì coi chừng công an lôi mình vô hỏi này ở đâu ra. Cũng tra tấn mình thời gian khá lâu đó, mình không có tội mới tha ra, còn khai bậy bạ rồi nó dướng cho nữa. Yeah. Bây giờ ai cho bao tiền giả xách ra đường coi, công an kêu không? Xách cho ngân hàng nộp coi, ngân hàng kêu công an không? Kêu liền á. À, cái chị xách tới cặp bự ngân hàng đó gọi điện kêu ngân hàng tới kêu chị về được rồi, mời cái chị về đi ra. Đơn giản vậy thôi, rất mệt mỏi, cho nên cầm trên tay mình phải là tờ hóa đơn hợp pháp. Vì hiện nay hóa đơn ở Việt Nam mình cực kỳ rõ ràng, chưa có đất nước nào mà có hóa đơn bất hợp pháp nhiều như vậy. Cái thật và giả bây giờ không phân biệt được, bởi vì hóa đơn tất cả đều thật hết, doanh nghiệp thật, con dấu thật, mã số thế thật, tờ hóa đơn thật, diện thật hết, không bất hợp pháp. Lạ chưa? Ủa doanh nghiệp nó bán hóa đơn mà hóa đơn sao hợp pháp được, đúng không? Trước khi bán hóa đơn nó có mua bán đàng hoàng không? Đó. Trước khi làm việc gian luôn luôn ta làm việc đàng hoàng, đúng không? Nó làm rất bình thường, mua bán bình thường, rồi sau đó thời gian nó cảm thấy bán hóa đơn lợi hơn thì nó vừa mua bán bình thường nó vừa bán hóa đơn, và nó bán đến mức độ tới nhiều quá rồi không làm được thì nó làm gì? Hả? Bán hóa đơn nhiều quá rồi ví dụ thuế đầu ra nhiều quá rồi đầu vào có bù đắp thì nó làm gì? Nó trốn. Nó trốn chỉ có cách duy nhất thôi. Sinh viên hay theo hỏi tôi sao thầy hay thầy thuế giá trị tăng 10%, thuế thu nhập doanh nghiệp nữa, và tại sao đi mua hóa đơn nó bán có 2% à? Vậy đó. Giờ doanh nghiệp thì đang cầm tờ hóa đơn trị giá 100 triệu đi, thuế giá trị tăng ví dụ 10% là 10 triệu, đúng không? Là 101 triệu rồi. Vậy thì nếu nó viết tờ hóa đơn cho bên này nó chịu thuế giá trị tăng không thôi là 10 triệu, đúng không? Nhưng đó chị nó chỉ lấy bao nhiêu? Lấy nhiều lẽ ra nó mới lấy thêm 10 triệu, đúng không? Như thật sự nó lấy bao nhiêu? 500 ngàn bán luôn. Vậy cái gì nói đi, tài năng bán đâu hay vậy? Nội tới giá trị tăng tôi thấy 10 triệu, tại sao bán cái tờ hóa đơn nó lấy có 1 triệu à? Tại sao vậy? Không nghĩ ra hả? Là 10 triệu với điều kiện đó nữa. Còn nó bỏ trốn thì là mấy đồng? Sau khi bán xong nó trốn thì là mấy đồng? Không đồng, cho nên bán triệu vẫn lợi mà. Các chị hiểu vấn đề chưa? Cuối cùng của các công ty bán hóa đơn là trốn. Nhớ lấy điều đó nha, kết thúc cuối cùng của nó là trốn sạch nha. Chứ phải nó lấy tiền thì nó lấy cái tiền cấu trừ thuế. Có bao giờ đầu ra với đầu vào mà đầu ra đầu vào nào lớn hơn? Đầu ra nó nhỏ hơn rồi. Đầu ra nó mắc hơn đầu vào, sao mà lấy đầu vào bù vô được, lấy bao nhiêu cho bù được? Không bao giờ bù được, không có nào có tài năng đến nỗi mà bù được. Nhớ đấy nha, đến lúc nào đó sẽ chùn mất thôi. Nhưng mà cũng có những đặc thù nó vẫn cho hóa đơn được. Ví dụ nè, cái xăng dầu á, khi nào các chị đổ xăng lấy hóa đơn không? Không. Một ngày biết bao nhiêu người đổ, chỉ có doanh nghiệp nó đòi hóa đơn thì nó mới biết rồi. Còn chúng ta không biết, cho nên nó có lượng tiêu thụ tiêu sạch rồi, nhưng mà không biết hóa đơn. Mà nó dùng cái bản đó nó biết là hóa đơn, nó chờ đó, cái đó nó chờ thì nó không sao, nó bù lại bằng cái khoản những người không lấy. Hay gì nó bán cho các chị biết hóa đơn thì nó không biết, thì giờ nó biết cho công ty nào đó bằng đúng số lượng nó bán cho các chị luôn. Các chị hiểu chưa? Thằng kia tới mua nó vừa được bán sẵn cho các chị lấy tiền lời xong, bán điện thoại hóa đơn lấy thêm khoản nữa, thì trường hợp đó nó được tùy cái ngành nghề thôi. Yeah, thì ngành nghề như bây giờ mình thuế ta tới ta bấm container, bấm cái niêm phong container gây sạc lại. Yeah, niêm phong mà mỗi tháng ta xuống ta kiểm tra thì cái gian lận đó bắt đầu nó gặp khó khăn. Yeah, nó sẽ gặp khó khăn cho nó rồi. Nếu gắn camera theo dõi nữa thì nó gặp khó khăn nữa. Thì yeah, thấy một ngày anh có mấy chục ngàn khách hàng mà sao cuối cùng anh viết có tờ hóa đơn. Đó, đúng không? Ra anh giải thích thì những cái người kia là như thế nào thì nó sẽ lộ ra. Nói chung cái quy trình nó minh bạch là nó sẽ minh bạch, và các tỉnh, một số tỉnh nó đi bóng hết các cái cây xăng của các cái cửa hàng bán xăng, lập tức là cái thái độ bán hóa đơn nó giảm xuống liền. Vấn đề là phải có cách giải quyết, còn không giải quyết là không xong. Cứ đọc báo gì mà lại đăng cái vụ mà nó ra kênh Như Lộc nó chích tiền mấy con cá đăng hoài, giải quyết không có được, đúng không? Chính quyền thì mua mấy tỷ thả xuống làm sóc sạch xanh, rồi bên đạo Phật giáo đã thả xuống, rồi đang thả xuống cuối cùng mang chúng chích điện rồi đi đâu thấy bạn cấm câu cá tránh trên bờ mà cái số cần câu nhiều hơn số bạn đó. Và tôi cho rằng các chị, tôi có nói gian không, bắt tôi nhốt tôi đi tôi chịu á. Tôi mà nói nửa lời sai tôi rất là cảm thấy tàn ác cái gì. Tôi khuyên các chị đừng ăn cá,
nó đánh lên nó bán ai rồi, nó đi nguyên chiếc xe nó chích một đêm nữa rồi chạy có thằng kém cả trăm ký cá đó, cá lóc cá trê vàng hồng vàng hồng mà đi cười đi ha, nó mang ra chợ nó bán các bà nhà các chị mua về ăn, mà các chị biết cái dòng kinh Như Lộc nó độc như thế nào không, con cá nó sống được chứ các chị ngồi gần đó các chị có chuyện nổi không, nước thải tuôn ra đó rồi các chị lại ăn những con đó đang giết các chị. Yeah, may là tôi không ăn cho nên tôi cảm thấy sao biết cho các chị quá. Yeah, sao biết các chị ra một tiệm ăn mấy tiệm bán mà chị cơm mà kia kìa đi làm mà bữa trưa đâu phải ai xách cơm đem ăn đúng không, tạt ra quán rồi ừ ăn đi cứ ăn đi. Yeah, rồi các chị sẽ biết từ từ nha. Yeah, mà bữa nào đi vô mú lắm, bữa nào đi chung tôi đi dạo không, đi dạo vô đó coi thử á, rồi cái tương lai gần nó không xa hết đâu, rồi mọi thứ nó tích tụ vô rồi rồi nó phải ra nó đấy, nó có mà người ta đang giết mình chẳng ai bảo vệ, nó đơn giản là làm được không các chị nghĩ công an làm được không? Công an Việt Nam 30 giây nữa thì các chị đó có làm hay không thôi, họ giết người cái trong vòng 24 tiếng họ là chụp đầu lý không thể khỏi, nhưng vấn đề ta có thời gian, người ta không có thời gian nha, và cứ làm báo chí giết lên thì tuần sau ta đi làm nhiều lắm, đến xong cái nhiều thời gian cứ người ta không có lại ra làm tiếp, có nhiều ông đi không đi chạy xe ôm rồi tôi hỏi anh làm gì vậy, đó, tôi câu cá giải trí, tôi thấy rõ ông này phải giải trí câu xong ra chợ bán. Yeah, tôi nói thật, tôi xuống tôi nói là anh cái này anh câu về ăn bệnh chết luôn anh, đừng ăn đấy đâu ăn đâu bạn. Các chị thấy giờ sống vậy sao sống được, các chị làm cái chuyện giết người ta tỉnh cái như không có chuyện gì mà còn cười rất vui vẻ, tôi đã nói ăn được chết mà biết chết rồi không ăn ra mà chợ bán tất cả đẩy hết ra mà chợ bán. Yeah, rồi nó có nhiều cái mà chúng ta mà so cái quán cơm mà bán bình dân này thì nó mua chỗ nào rẻ nó mua về bán cho các chị, các chị thích giá rẻ rồi đúng không, còn mấy chỗ bán mắt thì mới sạch thôi chứ làm gì mà có chỗ đó sạch, mà ngay cả là Newer bữa có bạn khách bình dân qua ăn cũng bị ngộ độc á, cỡ khách sạn Newer năm sau vẫn bị chứ đừng có tưởng là không nhá, ở chỗ Việt Nam thì từ từ không còn sao nào nữa đâu, bây giờ đừng có tưởng năm sau đâu, vô đây rồi cũng phải bị lạnh không biết đâu má. Rồi đây ta xem, nếu là mua của người nộp thuế giá trị tăng nó không trừ giống mình, người ta sẽ đưa cho mình tập hóa đơn giá trị tăng, và hóa đơn giá trị tăng thiết kế từ từ chủ yếu là cái dòng thì tên của nó là hóa đơn giá trị tăng, ở dưới nó có bài dòng họ thiết kế cái bản bộ cũng được nha, thích thiết kế kiểu nào được vậy, vậy thì mình không cần biết gì hết, nhìn vô đây nè, người bán ra là doanh thu thì người mua vào là thành gì, bán cho mình là doanh thu còn mình là gì, chi phí, còn nó bán ra là thuế giá trị tăng đầu ra đối với mình nó thành thuế gì, nếu chuyện tao đầu vào nếu được có nhiều quá tuyệt vời tổng cho một ba bạn đúng không, rất rõ ràng mà nhìn lên đây là định khoản được rồi, kế toán thì tao hóa đơn là định khoản rõ cho máy làm hết, còn lại mình không làm gì cả, thì ra nó rất rõ ràng đấy. Rồi xong ngược lại tiếp theo, bây giờ mình đi mua của người khác cũng được thuế giá trị tăng nên bắt không trừ giống mình, nhưng nó lại xài hóa đơn đặc thù, ví dụ tôi là công ty vận tải đi ngang qua trạm thu phí, thế là nó xé cho tờ giá tải của mình, cái giá này không phải hóa đơn, hóa đơn này chỉ có một hóa đơn giá trị tăng, hai hóa đơn đặc thù gọi là hóa đơn, còn lại những lời vé đó thì thay thế cho hóa đơn không, nó có giá trị tương ứng với hóa đơn chứ không phải là hóa đơn nha, vậy thì nó ghi dòng tổng cộng nhiều mốt thay vì nó ghi dòng cái kia, thì cái này nó chỉ ghi dòng tổng cộng thôi, vậy sau khi cầm tờ hóa đơn này về thì phải làm gì, mình làm gì mua không, nhưng mà mình phải làm gì, mình phải sao, mình phải chia cho một hộp thuế suất để cho ra chịu, nếu thuế là 10% mà mình nhân cho thuế suất chắc chắn thì thuế nó cũng ra nhiêu liền y chang trên kia thôi, nếu thuế suất nó bằng nhau được không, vậy thì tôi cái khổ chỗ này là người mua phải làm gì, người mua phải làm gì, phải tính, còn cái tờ hóa đơn nãy người bán tính chưa, tính rồi, cho nên người mua có thích tính không, không thì đừng mua chỗ này, nhưng mà đi xe mà không đi qua trạm phí đi đâu, nó chỉ con đường duy nhất để mình đi thôi, mà buộc lòng ngành vận tải sẽ dính. Dạ, rồi, bây giờ cái xe nè, một công ty vận tải có khoảng 500 chiếc xe chạy Bắc Nam thì một tháng ăn vào bao nhiêu tờ giấy này, 500 chiếc xe tải chạy Bắc Nam, công ty đó làm mấy công ty đó chuẩn bị tâm lý xíu nha, phải là người dũng cảm, xe tải nó càng chết người là chuyện hết sức bình thường, và nó báo em mới càng cái này, báo của bảo hiểm tới lạnh mới này chết, cái này gãy tay, cái này nó chết nhiều lắm, chuẩn bị tâm lý nha, chuẩn bị tâm lý càng như chuyện bình thường nhiều lắm, các chiếc tài nạn liên tục. Và ta thấy nó mang về bao nhiêu, 500 chiếc xe tải đổ các chị đi Bắc Nam mang về khoảng bao nhiêu tờ này, nó mang về một tháng là 3 bao tải, chưa kể vé phạt biên lai tiền phạt công an giao thông nha, đó chưa nói nha, rồi mang về 3 bao tải, cái điều đáng nói là các trạm thu phí từ Bắc tới Nam qua từng trạm giá bằng nhau hay khác nhau,
nhau cái đầu đi. Vậy thì mỗi cái tờ vé đó giống như tờ hóa đơn đúng không? Có số seri không? Có. Vậy trách nhiệm mình phải ngồi tính từng tờ. Đúng không? Các chị chia vào cộng tính suất của nhân đi. Đâu có giống nhau đâu. Vậy ba cái bao tải tính hết bao lâu? Và một tháng có ba bao tải thì 5 x 12 lần lên có bao nhiêu bao tải? Nha, và 3 năm tới mới xuống kiểm tra doanh nghiệp cái lần nữa nhân thêm 3 nữa là bao nhiêu bao tải? Nha, và cuối cùng ví dụ nha, tất cả 52 bao tải. Và các chị là người kế toán rất mẫn cán, các chị làm đúng luật luôn, các chị chia từng tờ từng tờ từng tờ từng tờ. Và nhớ nha, khi mà cùng tới nhân tương tới xuất ra lúc đó chi phí cộng triệu nha, thuế đầu vào là 5.000 nha, tổng cộng là chị mốt nhớ nha. Rồi làm chi chú phía sau làm rất kỹ, làm vô máy hết. Rồi kê khai làm rất đúng không sai. Thì giống thuế ông muốn kiểm tra các chị ông phải làm sao? Ông cũng phải, ông làm sao? Ngọn điểm ngẫu nhiên hay là mang hết lại kiểm? Sao ngẫu nhiên rồi? Hả? Kiểm sao cho nổi kiểm? Đó là chị nói kiểm sao cho nổi mà kiểm. Nhưng mà thuế kiểm không? Kiểm không? Kiểm. Nhưng mà ta vui về điều đó không? Cái vấn đề là ta vui không? Không, người ta sẽ nhìn các chị với mắt rất là khó chịu. Đúng nè, ai kêu các chị làm chi để cuối cùng họ phải kiểm. Dạ, yeah. Vì vậy cho nên cái cách quan trọng nhất là sau này làm kế toán nhớ nè, nói hết mấy tài xế trước khi mang mấy bao tải về cột cái miệng cho chặt. Chặt thì chặt đến nỗi mình mở ra lại kế toán xin. Kế toán là cái gì là làm, tôi biết kế toán là cái gì mà làm. Dạ, cấm cũng cứ làm, cái bệnh nữa bắt đừng làm cũng cứ làm. Tôi biết tính kế toán mà làm riết quen rồi, thấy việc làm, mà mở ra thấy hóa đơn là chơi liền. Làm nghề mà ai mỗi người có nghề cho nên nói cột chặt lại nha. Rồi dán lên tổng cộng bao này nhiêu, rồi tổng cộng bao này nhiêu, tổng cộng bao đi, rồi ba bao tổng cộng là 200 triệu, rồi bóc nguyên cục tiền chi 200 triệu, tổng hết chi phí, không có thuế giá trị tăng nào bà cái gì hết, được chưa? À, đừng có mang mình vô công việc mệt mỏi quá nhỏ bé để thời gian làm cái gì có lớn hơn. Chính chứng tỏ hóa đơn chẳng bao nhiêu tiền, tổng hết chi phí. Nếu mà tôi tấm hết 1.1 triệu phần chi phí thì có dính gì tới thuế giá trị tăng đầu vào được không chừng nữa không? Không, nhớ nha, thuế giá trị tăng đầu vào có hai sự lựa chọn. Một, đưa vào thuế giá trị tăng đầu vào được không chừng thì không được đưa vào chi phí. Hai, nếu đưa vào chi phí thì không được đưa vào thuế giá trị tăng đầu vào không chừng. Hai cách này không hay sai. Được chưa? Lúc thì nói là hãy làm như vậy. Nhưng mà đôi khi mình phải linh động, trừ những trường hợp thôi, có công ty lâu lâu cái có ông tài hay tài thì làm. Đúng rồi, còn công ty này có nhiều quá thì buộc lòng ta phải theo hướng khác thôi, không sai. Thì giờ không sai gì hết, không được. Các chị sẽ nói là đưa vào thuế giá trị tăng có lợi hơn, biết nhá. Nhưng cái thời gian công sức để mà làm cái việc đó nó không xứng đáng, không đáng để cho mình làm. Thì không đáng cho mình làm, tổng lên được chi phí. Nhưng đi thi thì phải làm theo cái gì? Đi thi làm theo này nha, để đi thi đừng có thông minh quá làm cái số là sai lên rồi rớt. Bây giờ tôi nói rất rõ trên lớp rồi, các chị hiểu lầm đi thôi. Rồi tiếp theo, bây giờ nếu tôi mua của cá nhân, đôi khi có những món mình còn phải mua của cá nhân, lúc đó nó không có hóa đơn giá trị tăng đâu, nó sẽ hóa đơn bán hàng, và hóa đơn bán hàng vẫn là hóa đơn hợp pháp và nó ghi dòng tổng cộng, nhưng cách tính thuế nó không giống mình. Phương pháp hợp pháp, phương pháp trực tiếp nó tính không giống, phải không giờ đâu nha. Vậy thì cái tổng cộng này biết mà có tới giá trị tăng nhưng hóa đơn bán hàng, ta nhớ là chúng ta không được khấu trừ tới giá trị tăng đầu vào, chúng ta tổng hết sử dụng chi phí, đó là điều bắt buộc. Cho nên doanh nghiệp nó rất ghét lấy hóa đơn bán hàng, được chưa? Doanh nghiệp cũng thích mua chỗ nào mới có hóa đơn giá trị tăng mới lấy, chứ còn hóa đơn bán hàng cũng thích đâu. Lấy về chỉ đưa tính chi phí, nó vẫn là hóa đơn hợp pháp nhưng mà chỉ tính chi phí, biết trong đó có thuế giá trị tăng nhưng người mua không tính được. Cái cách tính của người ta không khiến cho mình không có chuyện chia cho một cộng thuế suất nhân thuế suất được. Cách tính này nó khác, nó thuế khoán không, nó tăng ấn định nhưng tỷ lệ 100%. Muốn tính mình biết giá bán giá mua, mà mình là người mua có bao giờ người bán cho mình biết giá mua phải không? Nó đâu dạ gì, nó bán trước khi bán hàng nó về nó nói này mua nhiều cho mình nghe, mình đâu có cách nào tính ra tiền thuế đâu. Cho nên một lần là hóa đơn này hợp pháp nhưng tấm hết chi phí, nhớ chưa? Cho nên sau này đó. Rồi cuối cùng tệ hại nhất là sao? Còn có chỗ mua tệ hại nhất là gì? Không có hóa đơn nha. Rồi hóa đơn bất hợp pháp có hết á, nhưng mà bất hợp pháp thì cũng như không có. Cái loại này mới nguy hiểm, cái loại này mới nguy hiểm là có hóa đơn đàng hoàng nhưng mà hóa đơn nó bất hợp pháp cho nên nó coi như không có. Mà các chị có biết không? Có biết thế nào hóa đơn bất hợp pháp không? Giống biết vài trường hợp thôi, đừng gật đầu cách bắt được tên như vậy. Ủa mình tra trên mạng không có giá trị, trên mạng không nói lên giá trị là hợp pháp không hợp pháp nha. Nó trốn hay không trốn, trước hay trốn sau khi mình mua vẫn chịu, bây giờ thuế họ đi điều tra. Anh mua trước khi họ trốn hay sau khi họ trốn thuế không quan tâm, chỉ cần quan trọng cuối cùng thuế kết luận. Thuế kết luận đây là hóa đơn bất hợp pháp thì nó sẽ là bất hợp pháp.
cái đó bất hợp lý á. Không bất hợp lý đâu. Thì lúc em ví dụ giả sử lúc mình mua nó là nó vẫn còn hoạt động bình thường. Đúng. Nhưng mà tự cái dù mấy năm sau cái đúng máy rồi, cái tự nhiên mình mua bắt kia là nó không bất hợp lý đâu. Nó có một cách. Sao lúc đó mình biết được? Có một cách để giải quyết nhưng mà không phải nói ở lớp này. Nó có một cách để giải quyết nha, cực hay luôn, lúc nào tháng năm tháng năm tôi là chồng hóa đơn, không biết quá gì hết, chỉ biết hỏi hóa đơn. Các chị cứ hỏi, nó có cách để giải quyết. Thì hôm nào các chị rảnh á, tôi sẽ chỉ cho chị cách tuyệt chiêu về hóa đơn. Nhưng mà tôi không rảnh. Hôm nay các chị rảnh, hôm nay tôi không rảnh. Thì như thế tôi chưa xong nhiệm vụ trong trường, tôi chưa thể nào nói những cái điều bên ngoài được. Và chúng ta có cách hết á. Cách của bạn đã có doanh nghiệp bị rồi mà giá trị tạo hóa đơn nó tới mười mấy tỷ rồi. Tới mười mấy tỷ rồi. Cuối cùng phải giải quyết. Và cái vụ thắng cuối cùng là phải ra tòa kiện cho các chị. Và kiện xong là thắng. Và sau khi vụ kiện nó xong là bây giờ thế chứ thấy người ta làm giống y chang cái người kiện đó là thế chấp nhận. Và người ta biết làm à, chứ không phải đơn giản đâu nha, nó đơn giản chúng ta nghĩ phải biết nha, phải biết. Rồi chị đụng tới trường hợp đó là về hóa đơn thì cũng biết khá nhiều rồi đó, khá rồi. Bây giờ hóa đơn có hợp pháp mua không? Đâu có biết là hợp pháp đâu mà có hợp pháp cho nên vẫn mua. Rồi trường hợp này người ta không có hóa đơn mua không? Đó là chị, người ta không có tờ hóa đơn nào có mua không? Nhưng mà vẫn mua, thì món đó không ai bán. Đúng nào, để kinh doanh cũng mua tới. Bây giờ tôi nói nhà hàng bán thịt rừng mua thịt rừng nhau rồi. Được đâu rồi? Có hết rồi không? Mua không? Không mua lấy ra thịt rừng bán ra siêu thị ra Metro làm mất thịt rừng. Đúng nào, vậy nên buộc lòng có những món người ta vẫn phải mua. Thì những trường này là tệ biết thật. Và các chị biết làm sao cái lượng hóa đơn này nó về không mới là tốt. Nó có là trường hợp bà này nó có nhưng mà chắc chắn cái việc nào cũng có. Nếu ai điều hành tốt không có không trình bế và không được tính bằng chi phí, nhớ nha. Đó là thật ra sau này đi làm chúng ta chỉ rơi vào mua trong nước, chỉ rơi vào bốn trường hợp này thôi. Và kế toán có trách nhiệm phân loại hóa đơn, các chị biết phân loại hóa đơn mua vào, phân ra hóa đơn giá trị tăng đâu, hóa đơn đặc thù đâu, hóa đơn bán hàng đâu, và xếp theo thứ tự thời gian tăng dần giảm dần tùy theo cách suy nghĩ của chị. Nếu miễn là tăng dần hay giảm dần thì các chị xài từ dưới lên hay xài từ trên xuống, rồi chúng ta mới giải quyết từng loại hóa đơn một. Thật ra chúng ta chỉ phân loại và xử lý. Dạ, còn cách làm thì nó tương tự đó, tương tự nhá. Rồi tiếp theo, bây giờ không mua trong nước mà mua từ nước ngoài lại gọi là nhập khẩu á, đúng không? Hàng hóa cũng có thể nhập từ nước ngoài mà dịch vụ cũng có thể mua từ nước ngoài, đúng không? Thì cuối cùng thì sao? Mua vào hay là bán ra? Nhập khẩu là mua vào hay bán ra? Rồi muốn nhập khẩu trước tiên đóng thuế gì? Nhập khẩu kế đến thuế gì? Tiền thuế, cái gì nữa? Bảo vệ môi trường, cuối cùng phải làm thuế gì? Giá trị tăng. Vậy đó là thuế giá trị tăng đầu vào hay đầu ra? Mua vào thì đầu vào đầu ra, đầu vào. Được chưa? Rồi chúng ta nhớ nha, và cái cách tính của nó chỉ có hai trường hợp thôi. Thứ nhất, nếu chúng ta nhập khẩu hàng hóa thì sao? Nếu chúng ta nhập khẩu hàng hóa thì sao? Lấy cái gì chứng minh là có thuế giá trị tăng? Đi mua ở trong nước thì có hóa đơn, còn đi nhập từ nước ngoài về có hóa đơn không? Các chị nghĩ coi, nhập từ nước ngoài về nó có biết hóa đơn cho mình không? Nó chỉ đang cho commercial invoice là hóa đơn thương mại đó, cái quỹ hóa đơn đó chỉ là số lượng đơn giá thành tiền, giá trị gì đó, không phải là hóa đơn. Nhưng mà cái chất mua bán rồi tôi biết thuế nó thành sao, cho nên không có hóa đơn. Để cuối cùng để chứng minh thuế giá trị tăng đầu vào chứng minh bằng gì? Giờ muốn nhập là lập bốn loại thuế đúng không? Đúng không? Nhập khẩu nè, tiêu thụ miền nè, bảo vệ môi trường, giá trị tăng. Một lô hàng ví dụ nó có bốn loại thuế đi, vậy cái chị làm một từng loại thuế hay là hết nguyên bốn loại thuế này mới lấy được hàng? Bây giờ muốn lấy hàng nhập khẩu về đó chị phải nạp hết mấy loại thuế này luôn hay chỉ nạp một loại? Nạp hết hay một loại? Nạp hết vậy tổng bốn loại thuế này là 10 tỷ. Thì nó trên cái tờ giấy thu tiền của kho bạc á, nó ghi riêng từng loại thuế cộng lại hay nó ghi tổng cộng 10 tỷ? Có bốn loại thuế, số tiền tổng cộng bốn loại thuế này là 10 tỷ. Vậy thì trên tờ giấy là tiền kho bạc nó thu nó ghi tổng cộng hay nó ghi từng loại? Nó là từng loại. Nếu cái chị nói ghi tổng cộng rồi chị hạch toán sao? Chỉ tổng cộng thì đâu biết thuế nhập khẩu nhiều, đâu biết thuế tiền việt nhiều, đâu biết thuế bảo vệ môi trường nhiều đâu nhập khẩu, đúng không? Đâu biết thuế giá trị tăng nhiều đâu không giữ. Thì nên nhớ á, đi nộp cái tờ giấy nộp tiền nó ghi đi từng loại thuế một, có mã đàng hoàng, mỗi loại có mã riêng và tổng cộng số tiền, và nhìn lên đó thấy từng loại thuế số tiền bao nhiêu, ta hạch toán đúng cho nó, tính cho đúng. Và cái giấy nộp ngân sách nhà nước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản chính là giấy chứng từ chứng minh thuế giá trị tăng đầu vào đối với hàng nhập khẩu, được chưa? Bao giờ đi nộp mới chứng minh được. Còn cái tờ khai thuế là nộp thuế chưa? Muốn nhập mới làm tờ khai nhập khẩu cho hải quan chuyển hàng, thì lúc hải quan chuyển hàng xong thì nộp thuế chưa? Chưa. Muốn nộp cái gì? Phải có tờ giấy nộp tiền.
được chưa nào? Nộp vào kho bạc thì mới nộp rồi mới có thuế đầu vào, nhớ chưa? Chứng từ chứng minh thuế giá trị tăng đầu vào, mà đối với hàng nhập khẩu là giấy nộp tiền, chứng từ nộp tiền vào kho bạc nhà nước chứ không phải là cái tờ khai đâu. Tờ khai là chưa có nộp. Bây giờ tờ khai này, hải quan bắt đi nộp thuế là phải lấy tiền đi ra ngân hàng bảo lãnh thì được bao lâu? Mới học rồi nè, không có tiền nộp thuế cũng lấy hàng liền ra ngân hàng kiếm đọc bảo lãnh, bảo lãnh có thời gian bao lâu? 30 ngày. Vậy thì lúc đó nộp thuế chưa? Lấy hàng chưa? Đấy rồi, mình nộp thuế chưa? Chưa, hiểu chưa? Tại sao người ta đòi muốn nộp thuế vào kho bạc, phải tờ giấy nộp vào kho bạc, được chưa? Chứ đừng nói tôi lấy hàng rồi nghĩa là tôi nộp thuế rồi, còn lậu nó ra ngân hàng nó mướn bảo lãnh nó lấy hàng về nó chưa hề nộp thuế, 30 ngày sau mới nộp mà. Chứ thì hiểu chưa? Cho nên chứng từ nộp kho bạc mới là cái tờ giấy chứng minh thuế đầu vào. Rồi cái công thức tính thuế giá trị tăng nào rất là dài dòng nha, công thức này chúng ta ra mình hiểu ý nghĩa của nó rồi thì nó giống với tiền điện thôi. Đây công thức của nó. Đây. Đây là công thức thuế giá trị tăng đối với hàng nhập khẩu tính theo công thức nào? Một, lấy giá tính thuế nhập khẩu cộng cho thuế nhập khẩu nếu có, cộng cho thuế tiền miền nếu có, rồi cộng cho thuế bảo vệ môi trường nếu có, rồi mới nhân cho thuế xuất thuế giá trị tăng cuối cùng. Các chị hiểu chưa? Thuế giá trị tăng là đánh lên cả thuế bảo vệ môi trường, đánh lên cả thuế tiền miền và đánh lên cả thuế nhập khẩu nếu có, cộng có một. Bây giờ chúng ta nhìn cái công thức này đi, nếu ta dừng lại chỗ là giá tính thuế nhập khẩu rồi cộng cho thuế nhập khẩu đóng mặt lên lại thì đó là giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt khi mà nhập khẩu. Hiểu chưa? Đó, nhớ lại bài học buổi trước đi. Đến thuế đặc biệt nha, rồi thuế đặc biệt xong rồi cộng vô đây, rồi thuế bảo vệ môi trường số tiền tuyệt đối cộng vô đây. Sang sắp tới 4.000 á, 3.000 sắp tới 4.000 nha. Rồi nhân đến thuế xuất thuế giá trị tăng thì nó sẽ ra tiền mới. Công thức nó là dài, trong tài liệu các chị có, chị cần phải ghi chép nha. Nó còn tài liệu nó có công thức tính thuế đối với hàng nhập khẩu rồi. Rồi đơn giản vậy thôi. Đó là nếu ta nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài. Còn nếu bây giờ ta mua dịch vụ từ nước ngoài thì sao? Không phải nhập hàng hóa. Nếu sẽ nhập khẩu đến cho hàng hóa hay dịch vụ? Hàng hóa. Về nếu ta mua dịch vụ có cần làm tờ khai hải quan gì không? Không, đâu đến thuế nhập khẩu đâu. Nhưng mà có mua dịch vụ từ nước ngoài không? Có. Và yeah, nếu doanh nghiệp ở nước ngoài nó bán dịch vụ cho Việt Nam xài trong nước là lúc đó nó thuê gọi là thuế nhà thầu. Thật ra cái gì quên cái chữ nhà thầu đi, tại sao tự nhiên đặt cái tên dịch thì đúng dịch từ tiếng nước ngoài nhưng mấy từ nhà thầu ở dân Việt Nam mà đọc thấy nhà thầu là nghĩ tới loại gì? Xây dựng. Nó xây dựng những ngày nguyên hoàng tới xây dựng hết. Thuế nhà thầu thật ra là gì? Là thuế giá trị gia tăng mà thuế thu nhập doanh nghiệp của những cái doanh nghiệp ở nước ngoài bán dịch vụ cho Việt Nam mua và tiêu dùng ở tại Việt Nam, được chưa nào? Thật ra nó là thuế giá trị gia tăng nha, thuế thu nhập doanh nghiệp chứ không liên quan tới xây dựng á. Người ta dùng từ tiếng Anh nghe từ nhà thầu rồi nó làm cho người ta lẫn lộn, ta tưởng đâu là thuế này liên quan tới xây dựng, không phải nha. Bây giờ vậy nè, công ty ở nước ngoài tôi thuê tới đây thì thiết kế nguyên cái sân khấu để cho tổ chức cái đại nhạc hội luôn. Vậy thì nó thiết kế sân khấu là dịch vụ hay hàng hóa? Thiết kế sân khấu là dịch vụ hay hàng hóa? Là dịch vụ nha. Vậy công ty nó có ở Việt Nam, công ty nó ở nước ngoài, mướn nó qua đây làm. Vậy mình mua dịch vụ của công ty ở nước ngoài không xuất hiện Việt Nam đấy, nhưng mà dịch vụ lại tiêu dùng tại Việt Nam thì cái thằng nước ngoài đó không phải công ty ở Việt Nam, công ty giấy phép Việt Nam, nhưng lúc đó nó phải đóng thuế giá trị tăng, nó phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng mà nó không xuất hiện ở đây mà mình là người mua, đúng không? Thì mình phải trả tiền cho nó, đúng không? Thì lúc đó cái người mua này khi mà trả tiền á, mình phải chặt cái tiền thuế lại cho nhà nước, mình phải khấu trừ, gọi là thuế nhập khẩu á, mình phải trừ tiền thuế trong hợp đồng mới ghi rõ nha, giá chưa có thuế nhập khẩu bao nhiêu, giá trị tăng nhiêu, chưa thuế thu nhập doanh nghiệp bao nhiêu, mình trừ ra chứ không phải đưa cho nó 1 tỷ đâu, trừ thuế ra. Còn nếu mình không trừ thì ai nợ? Mình sẽ là người nợ, hiểu chưa? Vì vậy cho nên cái tiền thuế giá trị tăng mình đập cho nó đó, lúc đó là thuế đầu vào hay thuế đầu ra của mình. Mặc dù mình là người trừ tiền, mình lấy tiền đi nộp, rồi còn lại đó mình phải trả tiền cho nó, đúng không? Tại vì tôi chị này ở nước ngoài tôi kiếm đồng là trả chỉ là 1 tỷ, thì nhà nước bắt phải thu thuế thì tôi trừ tiền thuế ra tôi trả lại còn lại thôi. Vậy thì năm nay mình cần thuế dùng cho ta hay là thuế của mình? Dùng thôi. Thì đó thuế đầu vào hay đầu ra? Dịch vụ này mua vào là đầu vào hay đầu ra? Đầu vào, cho nên cái tờ hóa đơn nó, cái tờ giấy tờ tiền đó nó cũng là chứng minh thuế giá trị tăng đầu vào, được chưa? Và thuế giá trị tới thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tính là chi phí của mình luôn. Nhớ là đầu vào đó được tính vào chi phí, còn thuế giá trị tăng được khấu trừ, vậy chứng minh bằng giấy tờ tiền bằng kho bạc, được chưa? Vậy thì có những cái chứng từ để chứng minh khấu trừ thuế đầu vào là: một là hóa đơn giá trị tăng, hai là hóa đơn đặc thù, còn hóa đơn bán hàng thì không có khấu trừ nha, không phải là. Rồi tiếp theo là giấy tờ kho bạc, giấy nộp tiền bằng ngân sách nhà nước hoặc tiền mặt hoặc tiền bạc, cái này là riêng về nộp vào kho bạc sẽ có giấy nộp tiền nha, đóng bọc đã thu, đó là chứng cứ để chứng minh khấu trừ, được chưa nào? Rồi xong, đây là tổng cộng tất cả lại nó sẽ ra thuế giá trị tăng đầu vào, mua trong nước hay nhập khẩu đều là mua vào.
mà tổng hết lại là thuế đầu vào, nhưng chúng ta chỉ được trừ thuế giá trị tăng đầu vào từ khúc trừ, chứ phải lấy thuế đầu ra trừ cho thuế giá trị tăng đầu vào, được chưa? Rồi bây giờ cho phần quan trọng nhất, điều kiện được khấu trừ và kế toán trưởng hay kế toán viên phải làm cái này, khi nào mới được khấu trừ nha, này quan trọng. À, trước tiên phải có hóa đơn đương nhiên rồi, chứng từ đương nhiên rồi, nếu đọc hóa đơn hoặc chứng từ, cái này là hành chính đó nha. Rồi nếu mà thanh toán từ 20 triệu trở lên là phải chuyển khoản. Việt Nam cho rằng giá đã có thuế từ 20 triệu trở lên, tờ hóa đơn nào mà giá đã có thuế là tổng cộng á 20 triệu trở lên là lớn rồi, phải chuyển khoản thì thuế giá trị tăng của tờ hóa đơn nó mới được khấu trừ nha. Còn nếu chúng ta tiền mặt thêm mà là không được khấu trừ, được chưa? Còn dưới đó thì được, được chưa? Dưới đó thì được đấy. Rồi cái này chính thức bây giờ vô, cái này cũng quan trọng là hai cái điều kiện này quan trọng. Điều kiện thứ nhất là chị sẽ, thật ra nó có nhiều điều kiện, nhưng giờ điểm này là điều kiện là hành chính không nói nha, giờ điều kiện ý nghĩa bằng kinh tế này. Tôi không cần biết cái gì mua vào cái gì, chỉ cần các chị mua vào là không cần biết cái thứ mua vào là thứ gì, bất cứ các yếu tố, bất cứ thứ gì các chị mua vào, nếu có thuế giá trị tăng đầu vào thì đó là thuế giá trị tăng đầu vào. Còn bây giờ muốn biết được khấu trừ hay không, nó đòi hỏi hai cái điều kiện, nó đòi cùng một lúc phải thỏa mãn hai cái điều kiện. Hai điều kiện này rất quan trọng nha, mất một trong hai điều kiện này là không được khấu trừ. Còn những cái điều kiện như là hai cái điều kiện khoản, cái đó là hành chính thì không nói tới đi. Bây giờ mình nói hai cái điều kiện quan trọng để quyết định cái chuyện khấu trừ hay không khấu trừ. Và điều kiện thứ nhất là gì? Điều kiện thứ nhất là, điều kiện thứ nhất là cái yếu tố đầu vào này nha, nó phải tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, nó phải tham gia hoặc nó phục vụ. Tham gia hay là phục vụ cũng được, nó phải tham gia hoặc nó phải phục vụ vào quá trình sản xuất cũng được, hoặc quá trình kinh doanh cũng được. Bây giờ mua chiếc xe cho nhắm đất đi được không? Xe cho giám đốc đi được không? Được chứ, phục vụ kinh doanh cũng được mà, phục vụ sản xuất cũng được. Cho nên, và cái này là sẽ phục vụ hay là đã phục vụ? Sẽ hay đã? Nó khác với từ miệng nha, thế từ miệng muốn khấu trừ là nguyên liệu phải sử dụng đó, còn cái này chỉ cần sẽ thôi. Thế giá trị tăng nhẹ nhàng hơn nhiều, mua vô sẽ xài được khấu trừ liền, chứ chờ tới ngày xài hết, nó khác với từ miệng chính là nó rõ. Được chưa? Còn kế toán làm cho một công ty có biết cái món này mình sẽ xài không? Biết không cả chị? Với điều kiện một thật định dễ lắm, mua vô cái gì không biết sẽ xài là ngay lập tức chúng ta được khấu trừ thuế giá trị tăng đầu vào. Còn thuế tiền quyền là mua nguyên liệu vô phải xài hết nguyên liệu đó, mình bán hết sản phẩm ra có thuế tiền quyền thì mới được khấu trừ. Còn bữa làm ví dụ rồi, hai cái loại thuế này nó rất khác nhau, thuế giá trị tăng nhẹ nhàng lắm, chỉ cần mua và sẽ xài thôi, chứ làm xài không cần biết, có khi 10 năm nữa mới xài. Miễn sao chúng ta chứng minh là sẽ phục vụ sản xuất doanh là ngay lập tức lúc mua vào chúng ta được khấu trừ. Vì vậy thế nó mới bị âm, nó mua vô nhiều quá nó bán ra quá mà bán lời thuế nó vẫn âm. Chứ phải nó bán lỗ thế nó mới ầm nha. Giờ mua 10 tấn mà bán ra được cả 20 tấn dù có bán lời chăng nữa thì thuế đầu ra rất là thuế đầu vào, đúng không? Cho nên thuế nó sẽ là số âm, nếu lấy đầu ra chưa đầu vào thì không được. Đây trường hợp đó bình thường rồi. Rồi điều kiện 2, điều kiện 1 không chưa đủ, hai điều kiện. Điều kiện số 2 là gì? Đây, cái điều kiện số 2 nó được khấu trừ thuế là điều kiện 2. Điều kiện 2 là kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh các hàng hóa dịch vụ này phải thuộc diện chịu thuế giá trị tăng. Đây là điều kiện số 2. Số 2 nằm đây là nó nằm ở kết quả quá trình sản xuất kinh doanh. Thì các chị biết là kết quả quá trình sản xuất kinh doanh có thể là hàng hóa hoặc có thể là dịch vụ, đúng không? Anh mua già, anh đưa vào quá trình sản xuất kinh doanh, anh làm ra kết quả là hàng hóa hoặc dịch vụ. Để muốn được khấu trừ thuế thì cái kết quả hàng hóa dịch vụ anh tạo ra đó phải chịu thuế giá trị tăng thì anh mới được khấu trừ. Còn nếu nó không chịu thuế giá trị tăng thì không khấu trừ. Các chị hiểu chưa? Điều kiện 1 là sẽ tham gia sản xuất kinh doanh. Điều kiện 2 là những hàng hóa tạo ra kết quả đó sẽ chịu thuế giá trị tăng thì lúc đó mới được khấu trừ. Tại sao? Tại sao nha? Thật ra này tôi giải thích các chị bữa không phải tôi dư thời gian để giải thích các chị thế nào là 0%, thế nào là không chịu thuế đâu. Các chị nhớ lại không chịu thuế nha. Đúng rồi, bữa giờ thuận lợi nhớ gì nha. Bữa các chị hiểu rõ lắm để coi nhớ nha. Để cho tôi biết nha. Bây giờ đặt ngược lại nè. Nó nói là phải tạo ra hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị tăng thì mới được khấu trừ. Thì mình đặt ngược lại, nếu lỡ tạo ra hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị tăng thì sao? Nếu tạo ra hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị tăng thì không được trừ, đúng không? Còn nếu tạo ra hàng hóa dịch vụ có chịu thuế giá trị tăng thì được khấu trừ, đúng không? Vậy thì tại sao khi tạo ra hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị tăng thì không được khấu trừ? Một cái món mà không chịu thuế giá trị tăng thì bán ra thì thuế giá trị tăng tạo ra là bao nhiêu?
chúng nói không được không? À, không xác định. À, buổi nói rất rõ nha. À, không chịu thuế là thuế đầu ra nó không xác định. Mà không xác định thì có chừng thuế đầu vào được không? Không. Hiểu vấn đề chưa? Thật ra cái này không phải là cái quy định, không phải cái điều cấm. Nếu lỡ anh nào lấy hàng không chịu thuế thì đâu có trừ được đâu. Nhưng mà trong luật bằng lời văn người ta thấy nói là nếu lỡ hàng má chịu thuế mới được trừ giống như người ta cho. Đúng rồi chị ạ, gọi là giống như người ta cấm. Nếu lỡ mà tạo ra món không chịu thuế là không có được trừ. Nhưng thực ra đâu phải không được trừ, trừ không được. Chứ không phải là không được trừ, đúng không chị? Và hiểu ý nghĩa này thì chúng ta sẽ biết chưa? Cho nên chúng ta phải đáp ứng cùng lúc hai điều khoản này thì chúng ta mới được khấu trừ thuế. Được chưa? Đấy, vừa cho nên đôi khi người ta nói nếu mà làm ra hàng hóa không chịu thuế phải mừng đấy. Có nhiều cái trục trặc lắm. Đương nhiên không chịu thuế thì không làm thuế thì vui rồi. Nhưng mà nó dướng tới cái vấn đề không được khấu trừ thuế đầu vào, mình theo dõi không chịu thuế, chứng minh không chịu thuế mệt mỏi lắm. Hà là nó chịu thuế. À, có nhiều người ta nói vậy nó khỏe hơn, à, nó không chịu thuế mới có chuyện. Nhưng bây giờ người ta sản xuất kinh doanh là theo kiểu là ngày càng đa dạng hay là ngày càng chuyên nghiệp chuyên môn hóa, mở rộng ra hay là thu hẹp lại. Ví dụ tôi chỉ bán phấn thôi, siêu thị này chỉ bán phấn thôi, thứ khác không bán nhưng mà chính đó đúng là phải mở rộng ra bán nhiều thứ. Và chính chỗ đa dạng làm nhiều quá cho nên cái sản phẩm của mình kết quả cuối cùng một cái hỗn hợp rất nhiều thứ. Và chính vì mở rộng ra cho nên rủi ro nó sẽ có món không chịu thuế, đúng không? Nó sẽ có, ví dụ cái gì vô siêu thị nè, tôi hỏi em mua đường trắng tinh luyện có bán không? Đường trắng trắng có bán không? Có. Mua muối bán không? Có. Chỉ cần mua hai mặt hàng đó thôi, chỉ cần nói tới hai đó thôi là hàng khác nhau rồi đó. Đường trắng tinh luyện là nó chịu thuế giá trị tăng, còn cái thằng muối iốt là không chịu thuế. Cái gì thấy chưa? Đó, mới sơ sơ cái hai mặt hàng đó thôi là dính cái ông không chịu thuế trong đó rồi. Vậy nếu lỡ bây giờ doanh nghiệp này nó có tạo ra hai món hàng hóa đi, A, B. A thì nó chịu thuế giá trị gia tăng giống như đường, còn B thì nó không chịu thuế giá trị gia tăng, và nó vẫn có mua vào tham gia sản xuất kinh doanh này ngoài. Vậy cuối cùng thì cái phần nào nó sẽ được khấu trừ? Cái món mua vào này nè, nó đáp ứng điều kiện số 1 là tham gia quá trình sản xuất kinh doanh, làm ra sản phẩm A, tham gia sản xuất kinh doanh, làm ra sản phẩm B. Nhưng sản phẩm A thì chịu thuế giá trị gia tăng, còn sản phẩm B thì không chịu, thì cái phần nào được khấu trừ? Phần nào được khấu trừ? À, cái phần này mới được khấu trừ. Còn cái phần dưới này thì sao? Không được khấu trừ. Vậy thì chúng ta có biết được cái liều lượng bao nhiêu cho cái này, bao nhiêu cho cái kia không? Biết không? Biết cái món mua vô, ví dụ nguyên liệu, biết bao nhiêu dùng cho A, bao nhiêu dùng cho B, biết không? Là nghề chế tác, biết không? Nó khổ chính là chỗ đó, chính là chỗ biết đó. Yeah. Ủa không biết sao tính giá thành. Các chị là dân tính giá thành, biết loại cái bao bì bao nhiêu, cái ép bao bì bao nhiêu, cái nhãn hiệu bao nhiêu, các chị phải biết hết để tính được giá thành sản phẩm chứ. Các chị là chưa bán, các chị phải biết được không? Thì chắc chắn biết. Cái lượng thế, cái khấu trừ nó phải tương ứng không? Thì nó tương ứng nó khó chịu chứ là chỗ đó. Đây các chị xem cái ví dụ này. Đối với yếu tố vừa đồng thời tham gia phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng, vừa đồng thời tham gia phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa không chịu thuế, mới vừa nói trên mạng. Cái món mua vào nó vừa đồng thời làm ra hàng hóa chịu thuế, vừa đồng thời làm ra hàng hóa không chịu thuế, thì cuối cùng ta tính như thế nào? Thì nó có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất khấu trừ được, thì phần thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với yếu tố mua vào tham gia phục vụ ra hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng sẽ được khấu trừ với nó này. Còn cái phần nào mà tham gia hàng hóa không chịu thuế thì không được khấu trừ, mà nó không có chờ cái chạy đâu, nó là chi phí đơn giản vậy thôi. Đó là kế toán cho biết chuyện hợp đồng nha, và chúng ta cái này nhưng mà người ta nói lên nếu đơn vị kiểm soát được cái liều lượng, nếu có chuyện nếu chi tiết rồi nha, nếu các chị kiểm soát được liều lượng đó. Còn nếu bây giờ các chị không kiểm được liều lượng thì sao? À, phải có cách thứ hai nha, cách thứ hai nha, cách thứ hai rồi, cách thứ hai có hai cách nha, các chị muốn xài cách nào cũng được. Cách một là biết liều lượng, cách hai là coi như không biết được liều lượng nha. Thì chúng ta sao? Đây, nó sẽ phân bổ theo doanh số bán, nó sẽ phân bổ theo thuế giá trị tăng đầu vào, sẽ phân bổ theo doanh thu bán hàng. Vậy thì cái phần doanh thu bán hàng mà chịu thuế giá trị tăng nó được khấu trừ không? Dịch bản về cái phần doanh thu mà bán ra của hàng hóa chịu thuế giá trị tăng thì được khấu trừ không? Được. Còn cái phần doanh thu mà bán hàng hóa không chịu thuế được khấu trừ không? Không. Các chị không biết cái liều lượng xài bao nhiêu tạo ra hàng hóa nào, nhưng có biết doanh thu của từng mặt hàng không? Biết là kết quả kinh doanh mà ai biết phần mềm kế toán sọc cái ra liền hả? Vì vậy cái cách hai này dễ hơn, cách phân bổ này dễ hơn. Cho nên nhưng mà ta ghi chuyện nếu đơn vị không kiểm soát được, còn nếu kiểm soát được phải tính dài của mình. Bây giờ nếu tôi kiểm soát được mà tôi nói chuyện không được mà tôi tính dài có sao không?
lượt bán thì mệt lắm. Một cái chị hiểu ý tôi nói, giờ cái đi cắm trại nè, con này nấu ăn rất ngon. Mấy đứa cắm trại nói, ê, biết nấu ăn không? Đó, các chị thông minh chưa chỉ cách tà phải là tà là các chị đã tà rồi. Các chị đúng không? Nếu mới mà chị thì nói biết nấu ăn, đây mình nấu ăn cũng như bảo mình ăn thì đúng không? Là mình bạch bánh, cho nên lúc mình biết nấu nhưng mình nói không thì có tội gì không? Có chứ nó dối có tội. Có tội. Sao mẹ? Cái đó là tự cái chị phê chế ra, còn chứ nó không được nói dối. Sau đó người ta nói dối, mà giúp người ta thì vẫn được. Sau đó lại nói dối, mà không hại ai thì vẫn được. Cứ nói đi từ từ, nói dối là vẫn được. Nó sẽ đi từ từ, đúng không? Mới đầu là nói dối là có lợi cho nên nói từ từ, rồi sau đó nói dối là không hại ai nên nói. Rồi nói dối hết từ từ ranh giới, rồi nói dối nó thật không còn nữa. Cho nên đó là Phật nói là cấm, nói dối là cũng không được nói. Chỉ là cách ta bao biện thôi. Cách người ta bao biện thôi các chị nha. Rồi có người đi tu mà lại ăn mặn, xong nó hồi xưa Phật tu lúc đầu cũng ăn mặn, ai cho gì cũng ăn, nó tùy cái hoàn cảnh. Được chưa đó, vì vậy cho nên cái con vật mà ông còn không tha được thì ông tu cái gì nữa mà tu. Vì ông ăn vẫn ăn được nó, ông nhai thịt nó rạo rạo đó, ông còn ở đó mà ông nó không biện luận như là trước đây Phật có ăn. Được chưa đó, hồi đầu ta cho gì cũng ăn, tôn giáo là quan trọng lắm. Để, rồi cái bữa ông Đặng Lê Nguyên ngủ, vợ nó đi ngồi 49 ngày mới ghê. Bắt chước y chang Phật Thích Ca Mâu Ni, lấy đúng 49 ngày ngồi dứt gốc cây Bồ Đề để mới ghê chứ. Lợi hại quá, lợi hại. Đây vị này lợi hại quá. Mà tôi cho rằng không nên như vậy chị. Trời ơi, mình làm sao mà sánh nổi với mấy cái bậc đó mà sao mà tự tin quá. Tôi không tin trong đó nhịn ăn ngồi 49 ngày có cây Bồ Đề đâu. Nhà tôi có cây Bồ Đề nè, mời ông tới ngồi đi, cũng ngồi đứng 49 ngày mà không ăn gì hết. Cho ông uống nước luôn, muốn uống nước gì cho ông uống nước đó mà ngồi thử cho tôi coi đi. Ngồi tôi thờ chính mắt tôi coi tôi mới tin. Còn báo chí nói tôi tin. Ngay cả cái vị mà ngồi ở nước mà nói là ngồi 8 tháng trong ăn ban đêm á, là người ta lấy vải ta chặt chồng chồng. Gia đình lấy vải căng, nó chỉ quay được ban ngày thôi. Tay nó tới nó quay nguyên ngày, đúng rồi nguyên ngày thì nhưng đêm gia đình đó lấy vải căng lại sợ người lạ vô nó giết ông này hay gì đó. Nhưng mà lúc căng giải lại đâu có thấy gì đâu. Thầy đang đi. Không đang đi, cái gì nó phải chứng minh thật à. Bây giờ cứ ngồi cây Bồ Đề đi. Tôi sẽ ngồi đó tôi mướn người 24/24 cảnh ngày đó luôn, yên tâm, không nào vô ám sát được đâu. Dạ, ngồi đúng cho tôi không ăn gì tôi mới tin, còn lại không tin tin được, đâu có đơn giản cái gì. Xin lỗi các chị ngồi trong lớp thầy 15 phút kia nhìn tôi được không? Không đâu được đâu, mà các chị nghĩ 49 ngày không đơn giản đâu nhé các chị. 49 ngày không phải để mà ngồi yên, để con người ngồi yên không làm gì hết. 49 ngày không bao giờ đơn giản nha. Đừng so sánh với bọn họ, chắc là họ muốn mang tôn giáo vô là mạnh thêm cái thương hiệu của họ. Nha, vì tôn giáo người ta kính trọng tôn giáo, đừng có làm điều đó mà nó chỉ mang thêm tội thôi. Chúng ta đâu có mạng lĩnh nào. Bất cứ ai dùng cái từ 49 ngày, hoặc ngồi 49 ngày thì mất hết. Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi 49 ngày trong cả cây Bồ Đề, xong nhìn ăn, xong thành Phật. Ông này không biết thành cái gì thì tôi không biết. Tôi cho rằng mình không nên mang chuyện đó ra để mà buồn được. Rồi, đây các chị xem này. Tôi cho các chị xem ví dụ trong cái trường hợp này luôn nha. Rất rõ ràng, xem xong ta hiểu. Chị xem này. Đây. Doanh nghiệp này sản xuất một mặt hàng là đường, chịu thuế giá trị tăng, mà sản xuất mặt hàng là muối yếu, không chịu thuế. Một cái mặt hàng, một cái món mua vào là bao nhiêu lông? Đường mà muối đó bao nhiêu lông không? Có nha, thì điều kiện vào có tham gia sản xuất kinh doanh không? Có nha, rồi mua 200kg ni lông, tiền thuế đầu vào 5 triệu đồng, được chưa? Chứng minh điều kiện vào tham gia sản xuất, rồi sau đó đưa ra, xuất kho ra thì 150kg thì đóng bao đường và 150kg thì đóng bao muối. Vậy thì cái này nó chính xác được cái liều lượng không? Được, cho nên thuế đầu vào được có chừng nó lấy 5 triệu nè. Nó chia cho tổng cộng là 200kg và tử số sẽ là 150kg. Và cuối cùng nó chỉ được khấu chừng 3-7-5 cộng rồi nha. Còn cái phần còn lại không được có chừng nó chạy đâu? Đó là chi phí bao nhiêu lâu? Thì bao bì, chi phí bao bì, cho nhảy thôi nha. Đó là một cách chúng ta tính. Cái này thì máy móc tính được, mà theo dõi nó mệt lắm. Cách thứ hai, nếu như các chị không phân biệt được, cái này là nói thật, không nói dối, không phân biệt nữa. Đây, cũng nhà máy đường nhá. Trên tầng 1 là sản xuất đường, dưới đất là sản xuất muối. Nó có một cái điện thoại bàn thôi. Một tháng thuế giá trị tăng của nó thôi là 10 triệu. Nhà chúng ta không xài điện thoại bàn, nhưng công ty xài không? Xài, thuế đầu vào không là 10 triệu. Các chị có biết cuốn nào gọi cho đường, cuốn nào gọi cho muối không?
Tôi là nói thật à, không đùa được đâu. Không nói dối không hề hay nói thật luôn. Em biết không? Sao biết? Thì nó nói rồi, hàng hóa nó kiểm soát được, chứ còn dịch vụ không kiểm được. Nó là luồng vận động nguyên chất mà. Thật ra nó muốn kiểm cũng kiểm được. Mỗi lần nó gọi điện, nó bấm giờ cho hỏi đường cái mối. Rồi cái chị vô nhật ký, cái chị rồi cái chị cộng lại hết. Xong cái chị không làm được cái gì nữa. Đúng không? Nó đâu rõ ràng chứ, không phải cái gì không được đâu, cũng được. Nhưng không ai đi làm điều đó, cho nên cuối cùng không biết bao nhiêu. Thì cuối cùng dễ lắm, chọn cách hai. Không bỏ thay doanh thu. Nó chưa biết doanh thu bán đường là tỷ. Doanh thu bán muối là nhiều, ít hơn 200 triệu thôi. Chỉ thuế đầu vào được, không bỏ thay doanh thu. Thì mình sẽ lấy thuế mình nhân cho cái tỷ lệ là gì? Dùng cái từ phân bổ theo doanh thu. Thì mẫu số sẽ là gì? Tổng doanh thu. Mẫu số sẽ là tổng doanh thu. Đúng không? Tử số nếu muốn được khấu trừ là doanh thu của đường hay muối. Đơn giản vậy thôi, cách tính là trên tử số là tỷ, dưới là tỷ hai, và kết quả chỉ được khấu trừ ở nhiêu đó thôi. Vậy thì có hai cách tính nha. Sau này thích làm thiệt thì làm vậy, còn thích nói dối coi như không biết gì hết, con bỏ theo này thì vẫn đang làm vậy. Thì do cách làm là như thế. Còn kiện tụng với vợ dành cái thương hiệu dành tiền làm sao mà kêu giá mà sau khi ngồi xong bỏ đi cho hết vợ chung tin. Tôi nói thiệt các chị đàn ông á, sau này có nhiều bạn tới hỏi tôi thầy cái mốt đi gì làm sao để khỏi chia. Tôi nói có cách nhưng không bao giờ tôi chỉ. Sống vậy không phải đàn ông. Tôi nói thiệt các chị, gia đình nó quan trọng, mà khi mà gia đình nó không còn, khi mà duyên không còn á, người phụ nữ là người khổ nhất. Đàn ông khổ phải gì hết. Cái gì đây á, đàn ông đuổi ra đường cho đi ăn mài cũng không khổ bằng phụ nữ. Đúng không? Vì vậy nên để khi mà ly dị đàn ông có trách nhiệm phải cho hết vợ. Thì phải cho hết vợ rồi đi xách cái ba lô đi ra đường như vậy mới là đàn ông. Thì còn ở đó mà còn so đo sáng tác của nó, ngay cả khi mà lấy vợ về nhớ là tất cả tài khoản thẻ gì hết đưa hết cho vợ. Có 7 thẻ, có 8 thẻ gì mà tuyên bố trước khi lấy luôn. Tuyên bố là đối với tài sản dính tới tiền bạc, tài sản nó mệt mỏi lắm. Mất nó gì thời gian để suy nghĩ ba chuyện đó. Được không? Có 7 thẻ, đưa hết 7 thẻ rồi tài khoản đặt tự đăng hả, tự xài đi, tôi không biết tới. Xong chuyện. Từ đó về sau chẳng có vấn đề gì dính gì. Khỏi cãi lộn, khỏi gì hết. Nhưng mà nhớ, mà cái bản lãnh của đàn ông ở chỗ là đưa hết 7 thẻ, nhưng mình cũng phải biết kiếm cái tiền riêng của mình. Còn mà chúng ta đưa hết 7 thẻ xong đó à, tới cùng mình đi ăn cắp cái tiền của mình, nó quê dữ lắm. Tự nhiên mình mở tủ mình ăn cắp cái tiền của mình, rồi mình bắt mình, nó xử mình theo tội gì, khó cái tội lắm. Ông dám ăn cắp tiền của ông đưa cho tôi. Đúng không các chị, nó có nhiều chuyện mình phải nói thẳng luôn à. Tôi đưa hết 7 thẻ, tất cả, nhưng tôi vẫn có được cái tiền riêng của tôi. Và cái tiền riêng của tôi nếu mà ngày đẹp trời nào đó mà bạn kiếm được cho bạn luôn. Mà nói cho bạn biết, tư dân tài chính chuyên nghiệp cuộc đời chỉ có biết tôi mới là người biết được cái khoản tiền đó. Nếu bạn kiếm được cho bạn luôn. Và khi mình có tiền rồi mình không, tôi phải tôi tính chuyện keo kiệt với ông keo kiệt đâu. Có tiền mình xài những cái việc rất là thoải mái, có những chuyện mình thích nhưng mà người ta đâu có thích. Đúng không các chị? Có những việc có bạn mình, ví dụ thằng này làm biến tối ngày kèm nhà, nhưng mà nó là bạn của mình mấy chục năm rồi. Thì giờ nó khổ quá, nó tới xin tiền mình là thằng bạn của nó, mình phải giúp nó. Mặc dù nhìn cái thằng này không, cuộc đời nó không bao giờ thay đổi, nhưng mà lỡ nhận nó làm bạn mấy chục năm rồi là phải đối xử như một người bạn, đúng không các chị? Chứ ai kêu mình chưa mình làm bạn, mình đã tuyên bố là bạn sống chết với nhau rồi, nổi chuyện mượn tiền cuốn tròn nữa thì bạn cái gì? Đúng không? Vì vậy cho nên vẫn mong ra cho. Nhưng mà nếu gia đình đụng chạm, nó sẽ dẫn tới những cái mâu thuẫn trong gia đình. Thật sự các chị cứ nói người tốt hay người xấu đâu, có những cái người ta tốt hơn mình, nhưng có những cái mình tốt hơn người ta. Vì vậy cho nên nó dễ đụng chạm lắm. Và vợ chồng đụng chạm ghê gớm nhất là đụng chạm về tiền. Thứ gì cũng bằng đâu nè, thứ gì cũng bằng hết. Dính đến tiền là có chuyện. Tại sao xưa nghèo đói có ăn không cãi nhau? Từ ngày có tiền thương hiệu càng ngày càng lên, mới cãi nhau tại sao vậy? Cuối cùng cũng đi là tiền mà. Cho nên cái quan trọng á, đàn ông khi đi vậy là phải cho hết vợ. Và khi lấy vợ về phải đưa hết tài khoản, đưa hết tất cả tiền cho vợ. Không có giữ. Đó, tôi tự làm ra, tôi không đụng chạm tới. Tôi tự kiếm ra được, chứ tôi tuyên bố luôn, tôi tự kiếm ra được. Mà tiền minh bạch đàng hoàng chứ không phải đi cướp qua, dụng qua. Và vậy cho nên đó tiền của tôi muốn xài sao là quyền của tôi. Đó đơn giản vậy thôi. Và sống như vậy tôi không biết có hay không. Nhưng mà so với bạn bè tới ngày hôm nay, tôi nhìn từng thằng một thì thứ nhất bọn nó lão hóa nhanh hơn tôi rất nhiều. Nó già hơn khủng khiếp. Có chuyện tướng thì xô xê nhìn như ông lão. Tôi cảm thấy tôi sống thanh thản, nhẹ
nhàng, chẳng có dướng díu gì hết. Và cuối cùng tôi kiểm nghiệm lại thì nên như vậy nha, không có dính dáng gì tới. Còn không cái hôm bữa tôi đưa bà giày hôm nay, bà đưa giày bà chi thế này, bà chi ở đàn ông thì xong vậy bệnh nha, đi sống về nhà xong rồi phải ở nhà hưởng thụ, ngồi đâu mà cãi nhau ba chuyện tiền bạc đó mệt đó. Tôi thấy suốt ngày tôi cũng chạm gì nên đàn ông bình tĩnh nó thấy chuyện đó mà đó. Còn nếu nhắm lặng được tốt nhất được lấy giờ không có giải pháp mà bây giờ tôi thấy ly dị nhiều quá. Mà ly dị vì cái lý do đó nó quá nhiều quá, không đáng, không đáng nha. Có đúng, nói chung vợ chồng cái tiền bạc là quan trọng nhất, cho nên bây giờ chúng ta đã tốt bằng đại học rồi, ta học thêm bằng nữa thì ta hơn người rồi, cái rác mà kiếm tiền trước tiên muốn đưa cho người ta 6-7 thẻ thì mình phải có 6-7 thẻ, đưa 6-7 thẻ xuống dư 100 ngàn năm rồi chơi chuyện đó rồi mình phải máu lên tới đây để mình chết sớm nữa, đúng không á? Dạ, muốn có tiền cho người ta trước tiên mình phải kiếm tiền cái đã, bây giờ còn thân mình kiếm một xong phương tiện không xong cho ai quan nghĩ tới chuyện đó, chưa kiếm được tiền đừng nghĩ tới chuyện lấy vợ nha. Khuyên chân thành á, mà sau khi đến 30 tuổi mà chưa vợ thôi đừng lấy, nó hậu quá rồi, nó trả được nhiều mà thôi thôi đủ đỡ vậy luôn đi, đã ở được cái đó đỡ vậy luôn đi, thật sự trời ơi không có gia đình nó sướng bao nhiêu chứ, nó có trách nhiệm nha, mình đâu cần ai nuôi, mình nuôi mình đang nuôi mình phải nuôi mình đâu. Trời ơi, tiền là ta thấm đốc liền, bây giờ có tiền là ta thấm đốc liền, lo gì, tự nhiên lo bệnh ta không ai nói, có vợ bệnh có lo. Tự khẳng định mình quá, ai nói đẻ ra con sau này nó lo cho mình, nó lo cho con vợ của nó, lo cho chồng của nó, cũng như mình chỉ là thứ yếu thôi, hàng thứ yếu thì xã hội lên án. Chứ còn các chị đánh giá con cái, bảo cha mẹ đánh giá là bị cao rồi, còn ai khác rồi. Rồi thấy khác rồi, khác rồi các chị. Nó chỉ biết cha mẹ có nghĩ dụ cái lo cho nó, còn nó có lo cho học quên thì không có đâu. Dòng dòng cuối cùng chỉ có hai vợ chồng. Rất nhiều người đẻ trai, trai xong đẻ gái, nhưng cuối cùng chỉ có hai vợ chồng. Sau đó có tiền cho nó đi du học. Năm đầu tiên nó ra trường làm nó có về thăm. Năm sau thấy cái lần tập hai vợ chồng mua vé máy bay, ba hai qua đó thăm nó xong về mặt mày hết nở, vui quá mới qua thăm con. Bây giờ cái vậy đó là cứ bay qua đó thăm, cứ bay qua đó thăm. Ừ thì đó thì tùy chúng ta cảm giác thôi. Tôi thấy nó giống hết là nó thành giàu luôn rồi. Rất nhiều gia đình bạn này tôi thấy hết rồi. Cho con đi học nước ngoài cuối cùng nó xin ngay cả bị bệnh nặng mỏi rồi bệnh viện nó không về. Rồi ghé trong trường này ông thầy đó ngày xưa trường là những kế toán, ổng là đẹp trai nhất trường. Ổng đi dạy á, ổng ganh tị á, trên cái bàn của ổng là có ổ bánh mì, cái bánh bao, bịch sữa bắp, 7 cô mua để lên 7 tháng. Trời ơi, đứa nào chỉ có cô mua không ăn mà có tiền ăn, còn cha này thích 7 bánh. Đẹp trai, một đẹp trai, cái trường này không ai đẹp trai bằng đó. Đẹp, ý nghĩa ảnh không có bạn đâu. Đẹp dữ, đẹp cũng kiếp như vậy thì coi là kết thúc cực kỳ di phạm luôn. Các chị đừng có cười vì người này mất rồi nha, và ta thấy là cô phải cô yên, những cô đó nhiều cô nhà giàu cũng kiếp mà muốn lấy không lấy, cuối cùng lấy bà vợ, lấy lý do gì lấy, thời gian sau cái bà vợ ổng lại lên cơn thần kinh nha, thần kinh xong vợ ổng lấy người khác đi qua Mỹ dẫn theo đứa con rồi. Mà con ổng lúc đó nó học lớp 11 rồi lẫm lại càng thêm thần kinh, thằng nam chỉ bị nhẹ thôi, nếu gặp một người biết chia sẻ biết làm này kia thì ổng bị, cuối cùng một mình vợ thì nói là đi hợp tác lao động Mỹ mà có hợp tác lao động rồi. Nói gì nghe, bây giờ thật ra đi lấy chồng đi qua anh đó rồi cuối cùng bỏ ông này rồi ổng ở mình càng ngày nghe, cuối cùng thần kinh nặng quá vô bệnh viện tâm thần, thật ra vẫn còn tỉnh, nguyên tám tinh thần nó đánh nhau, ông đứng ra ông can đó là 43 thằng nó nợ nổng, nó nợ sau cái gãy cái tỷ rồi xuôi nằm chờ đấy, các con dân mình lạnh thấy cảnh đúc trong thở, không có một cái người nào, đến ngày ông chết đi rồi chỉ anh em đưa về dưới sóc trăng xuống dưới thăm, tôi cảm thấy cuộc đời sao khó nói à. Cuối cùng mà ông hiền, con người ông này ông sống hiền khủng khiếp, không làm cái điều gì mất lòng nha, không có biết nói cái gì ông này, tại sao ông làm như vậy không giải thích được, không ai giải thích được cái gì. Ông hiền làm đối với học sinh tốt mà đối với vợ con tốt, mà cuối cùng các chị nhìn giải thích sao, không ai nói thà ông là người quậy phá ăn nhậu không nha. Ông hiền mà ông hớt tóc khéo, hồi xưa nghèo ông tàn hớt tóc, giáo viên đang ngồi lấy cái tờ báo phát cái lỗ xong hớt tóc cho miễn phí, mà ông này hả, bà
vợ ông làm tập thần tôi khẳng định luôn. Ăn hết tóc cho ông bạn tôi hết được nữa. Cái vợ kia nhé, yeah, cái là thật chạy về mất tiêu. Mà nó hết cái đầu ông kia mới có nữa. Đi về ông đi ra luôn, rồi kia mới đi mang cái tiền mướn nó hết lại. Tích thành kỳ tích của cái trường này luôn. Mà nó ở ngay chỗ đường Mỹ Quận, gần Mỹ Huệ. Cái tòa nhà bây giờ đập đi xây lại rồi đó. Chung cư của trường đại học kế toán là giáo viên ở bên đó đang hết nửa cái đầu mà kia một tiếng là thật chạy về mà không dám ra. Đó cho nên lấy chồng có chừng nhẹ nhàng thôi, không có tâm thần mà tâm thần cái gì cũng vậy thôi, mình ức chế người ta quá có chuyện, cái gì ức chế cũng có chuyện, cái gì thấy kết quả khi thả thì chị thấy cả đó không biết nói sao. Rồi có lẽ ta dễ làm chút vô ta sẽ nhảy bài tập này. Rồi các chị lấy bài tập số 17 nha, bài tập số 17 chính tài liệu công ty X sản xuất hàng tiêu dùng thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng trong năm 2000 có tình hình sản xuất kinh doanh như sau. Một là mã là tình hình tiêu thụ, nghĩa là bán ra, đây là chỗ để mình tính giá trị bán hàng, là chỗ để mình tính thuế giá trị gia tăng đầu ra. Hai là mã là tình hình mua vào, đây là chỗ để mình tính thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Rồi bây giờ các chị lấy một là mã. Rồi một lần khuyên trước khi tính thuế giá trị gia tăng đầu ra, các chị vui lòng tính doanh thu bán hàng trước đi. Vì trên tờ hóa đơn lúc nào mình cũng ghi doanh thu rồi mới tính thuế rồi mới tổng cộng, và trong công ty mình nó còn có thuế thu nhập doanh nghiệp, nó cần cái doanh thu bán hàng, cho nên trước khi tính thuế giá trị gia tăng đầu ra các chị vui lòng tính giúp tôi cái doanh thu bán hàng. Thật ra cái doanh thu bán hàng rất là dễ tính, đây doanh thu nó sẽ bằng số lượng bán ra nhân cho giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng, vậy thôi. Chỉ cần lấy giá bán chưa có thuế giá trị tăng nhân số lượng ra doanh thu, rồi tính cho tôi từ số 1 cho tới số 11 tính doanh thu bán hàng. Đây doanh thu bán hàng trước nha, tôi làm cái câu 1 trước cho các chị. Bán cho công ty TT 10.000 sản phẩm hàng, đó là số lượng tiêu thụ nha. Giá bán chưa có thuế giá trị tăng 100.000 đồng một sản phẩm, đây chính là giá để tính doanh thu. Mà người ta mở một đơn, người ta ghi đã biết có đơn giá trị gia tăng và giao toàn bộ hàng nhưng mới chỉ thu được 50% tiền bán hàng là tính doanh thu hết hay là tính 50%? Tính hết nha. Rồi làm tiếp các trường hợp còn lại, rồi cho tôi biết tổng doanh thu bán hàng là bao nhiêu, khoảng tính thuế giá trị tăng đầu ra. Số lượng giá bán chưa tới giá trị tăng ra câu số 2 bán qua siêu thị dễ à, chứ giá bán chưa thấy giá trị tăng. Câu số 3 giao đại lý thì phải xem tài liệu bổ sung các đại lý nó tiêu thụ được bao nhiêu, giống như tính tuyệt quyền thôi. Giao nghĩa là bán á, xem tài liệu bổ sung xem đại lý nó là tiêu thụ quyết bán bao nhiêu. Này ta làm theo phản xạ thôi, không suy nghĩ nữa. Đây, siêu thị.
Con số 3 là giao đại lý 30.600A, 35.600B. Giá bán quy định cho đại lý chưa có thuế giá trị tăng, cũng là giá để tính doanh thu rồi. Mình xem tài liệu bổ sung ở trang 31. Cuối năm 2000N, đại lý quyết toán đã tiêu thụ 90% sản phẩm A và 95% sản phẩm B được giao. Số sản phẩm thừa đại lý đã trả lại thì mình tính tương ứng thôi. Rồi trường hợp thứ tư, bán lẻ qua hệ thống cửa hàng 50.600A, 35.600B, giá bán chưa có giá trị tăng chính là giá tính doanh thu rồi. Đồng thời nó xuất kho 1.600A để trao đổi gặp dưới cái chữ trao đổi. Trao đổi có xem như bán không? Có tính thuế không? Có. Tính theo giá trao đổi hay theo giá của thị trường? Và giá thị trường 1.600A ở đây bán có giá bao nhiêu? 110 thì nó sẽ tính theo giá 110, không quan tâm tới giá trao đổi, nhớ chưa? 1.600A. Chỗ mang nó đang bán ra với giá chưa tới là 110 thì mang đi trao đổi cũng tính luôn 110 ngay tại thời điểm này, chứ đừng có quan tâm tới giá trao đổi gì bao nhiêu mà. Trong cái dòng đó luôn á, nó đang bán lẻ sao bán mang với giá là 110 thì nó mang đi trao đổi tính theo giá nó luôn ngay thời điểm đó, viết trong cùng một dòng với lại trong cùng thời điểm đó. Nếu tặng khuyến mãi tiêu dùng nội bộ thì xem như bán và tính theo giá bán của sản phẩm tương đương cùng loại ngay tại thời điểm mình trao đổi biếu tặng, chứ không có quan tâm tới giá trao đổi. Học kinh tế tiền tiền rồi đã làm bài tập giống như vậy rồi, đừng có nhìn thấy giá trao đổi 98.000 quan tâm tới nó không, tính theo giá bán trên thị trường đang bán sản phẩm này với giá 110.000 thì mang đi đổi tính theo giá đó luôn. Rồi tính tiếp trường hợp thứ năm, ủy thác xuất khẩu, trường hợp thứ sáu bán cho doanh nghiệp khu chế xuất. Ủy thác xuất khẩu có doanh thu không các chị? Bây giờ tôi không trực tiếp xuất được, tôi phải ký hợp đồng ủy thác anh này thay tôi đứng ra xuất, nhưng mà tiền của ai? Của mình, nên họ chỉ ứng được phí ủy thác thôi. Vậy cho nên vẫn là doanh thu của mình. Thì doanh thu tính ra đây nó cho là ủy thác là 10.000 sản phẩm là số lượng đó. Rồi giá khớp ghi ra tiền Việt Nam là 120.000. Vậy doanh thu tính sao? Doanh thu tính sao? Nó cái tài khoản cái
giữa những lúc không cần suy nghĩ nhưng các chị vẫn suy nghĩ mà không hiểu nghĩ cái gì. Doanh tu là gì? Doanh tu là xuất thiện phải tu về, đúng không? Vậy tính sao? Lấy số lượng nhân giá bán là ra doanh tu. Tại sao có chỗ này nó không có chỗ là doanh tu giá bán chưa tới giá trị tăng? Các chị biết tại sao nãy giờ mình đọc ở trên này có giá bán chưa tới giá trị tăng mà sao tới đây bị tái xuất khẩu là không có từ giá bán chưa tới giá trị tăng? Biết tại sao không? Xuất khẩu thì thuế giá trị tăng mấy phần trăm? 0% thì là chỉ có chuyện giá bán hay chưa thuế hay có thuế, được chưa nào? Cho nên nó chỉ có giá cốt là như đây thôi, mà doanh tu là số tiền mình tu về, cho nên lấy số lượng nhân giá bán là số tiền mình tu về, nó sẽ ra doanh tu, được chưa? Rồi thêm câu hỏi nữa, nếu đi thi người ta không thích ghi giá cốt mà người ta ghi giá thiết thì sao? Đây là ông chơi cốt mà nó chơi trực tiếp 10.000 sản phẩm với giá ship là ví dụ giá ship bắt hơn giá phớt đi, giá ship là 150.000 thì doanh thu tính sao? Doanh thu là gì? Số tiền phải thu về. Vậy thì bán giá phớt thì thu giá phớt, bán giá ship thu giá gì? Giá gì? Giờ tôi bán cho chị giá ship thu giá gì? Thu giá ship thì giá gì? Các chị rảnh quá ngồi đổi thành giá phớt rồi tính doanh thu thành giá phớt. Nghĩ nhớ lộn qua tới xuất khẩu rồi. Thì cái nào cái đây mình học đó, mình biết coi lúc mình làm bài mình đang làm cái gì, mình đang tính doanh thu thì đầu lại nghĩ tới xuất khẩu, thì giờ tới xuất khẩu là phải từ bớt đổi sang ship rồi chơi luôn, trừ y cứ ép ra doanh thu còn theo doanh bớt còn y ép cho nó, thì giờ nào người ta biết coi lúc mình đang làm gì, người ta hỏi chúng ta đang tính tới xuất khẩu, đang tính doanh thu mà đầu lại nghĩ tới xuất khẩu, sai rồi. Bao giờ tính tới xuất khẩu á thì mình mới đi làm chuyện đó, được chưa? Còn doanh thu là số tiền mình phải thu về, bán giá nào phải thu về giá đó chứ, đúng không? Tôi chở tới tận nhà anh với giá 150.000 thì phải tu giá 150.000, còn anh tới đây mua tôi bán với giá 120.000 thì doanh thu 120.000, thì rất rõ ràng, cẩn thận nhá. Đi thi với coi mình đang làm cái gì, cái dở nhất các chị học càng nhiều, lúc các chị làm các chị không còn nhớ gì, các chị nhớ càng nhiều càng chết, các chị càng nhớ sâu các chị đang làm cái này là nghĩ tới thứ khác không được, chúng ta chỉ chuyên đang làm cái gì, nhớ là chúng ta đang làm cái gì, nhớ cái gì đó nha, chúng ta đang đến cái gì, đừng có lẫn lộn, nó rõ ràng. Rồi tiếp theo, bán cho doanh nghiệp khu chế xuất gần dưới cái chữ khu chế xuất. Khu chế xuất có phải là khu phi thuế quan không? Nó đó, vậy bán cho nó thì coi như bán cho ai? Nước ngoài, xem nhu cầu gì vậy? Nó không có hề có cái giá chưa tới giá trị tăng mà nó ghi là giá bán tại cổng khu chế xuất 170.000. Vậy thì khu chế xuất đi được bỏ hay được miễn? Được bỏ, mà giá tại cổng này chính là giá DEM nè. Thì ra, vì vậy nên cũng lấy số lượng nhân giá bán ra doanh thu, không có gì để suy nghĩ. Bán giá nào khu giá đó thôi, đang tính doanh thu, đâu có tính xuất khẩu đâu. Rồi xong là tiếp. Đây là doanh thu bán hàng. Ta đang tính doanh thu bán hàng, số lượng nhân giá bán là đã doanh thu. Còn có tới giá trị tăng là sẽ là giá bán chưa tới giá trị tăng, vậy thôi. Rồi, trường hợp thứ 7 là phát triển, đọc kỹ cái đó, để quyết sẵn. Trường hợp số 7. Bài này khó, bài này là bài thuế hiện tại khó nhất. Tôi giữ đúng lời hứa, bài khó nhất cho các chị. Thật sự là nó khó, đi thi nó khó, đến cái thế giới hiện tại nó khó đến cỡ này. Để bao trùm tất cả anh đó. Rồi thì tên số 7, bán cho công ty KK 10.000 tấm B, giá bán đã bao gồm thuế giá trị tăng, nó đặt đi thi nó không phải đặt đâu nhé. Thật chứ ngồi đó cười đi, tôi nói thì cười, thi cái gì làm sai thì đừng đổ thừa tôi nhé. Người ta không phải đặt cho các chị đâu nhá. Giá bán đã có thuế giá trị tăng thì làm sao mà tính doanh thu được, đúng không? Doanh thu phải là giá bán gì? Chưa có thuế. Rồi 185.000 đồng khi kiểm hàng công ty KK phát hiện toàn bộ lô hàng chưa phù hợp hợp chất so với quy cách đã quy định trong hợp đồng mua bán, nên công ty KK đã lập biên bản yêu cầu công ty X giảm giá 10% theo giá bán đã có tới giá trị tăng. Hai bên đã ký biên bản và công ty X đã viết hóa đơn giảm giá rồi. Vậy cuối cùng tính doanh thu theo cái giá mà đã giảm hay là chưa giảm? À, đã giảm rồi nha, giảm rồi, viết hóa đơn giảm rồi, doanh thu mới giảm số và giảm thì cái giá đã không có lớn nha. Rồi giờ tính sao? 185.000 là đã có thuế, tính doanh thu không được mà bây giờ nó còn giảm giá 10% của 165.000 gì nữa. Giờ tính sao? Thật ra rẻ dễ lắm, chúng ta hiểu nguyên lý mấy chị coi là dễ.
giảm 10% thì còn 90%, đúng không? Đúng không? Nó đang 55% mà giảm 10% có phải còn 90% không? Rồi đã có thuế thì biết thằng chưa có thuế bằng cách nào? Chỉ một học tới số không phải học rồi, nguyên lý rồi, làm thêm phản xạ mẹ. Thì ra rồi, ra số chặt luôn, sẵn con luôn. Có trong slide thì không nghĩ sao bài tập này xoay đã có thuế thì một cộng tới số rồi, ra chưa thuế rồi, chưa có thuế tính doanh thu được rồi, phải tính doanh thu mình. Kế toán sau này làm ta phải hạch toán tài khoản giảm giá, hạch bán, hạch bình nợ, hạch một một á. Thủ tục hành chính là nhớ thuế đó là đã có tài khoản. Rồi số 8 bán cho công ty em 10.000 tạm bê, nó bán chưa mới, đến tôi được trả lại, nhớ đi ngang kia, hàng bán trả lại trừ ra thôi, đâu có gì suy nghĩ. Đâu có bán đầu thu, trừ ra. Trưởng làm cho tôi danh sách lớp nha, đang làm công ty nào, ghi địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ mail. Rồi tới cái mùa mấy tháng nữa nó vô đợt tuyển nhân sự, mấy công ty biết to, tôi sẽ gửi email cho các chị. Tôi lại quên đi các chị giới thiệu các chị dễ hơn, giới thiệu sinh viên chính quy chứ. Không phải, các chị có hai bạn. Đúng không các chị? Đúng, thật sự là vậy mà. Đối với dân kinh doanh nó chỉ cần người có kinh nghiệm thì các chị đương nhiên có kinh nghiệm rồi, có thể không chuyên ngành nó nhưng mà đã từng đi làm rồi và các chị có hai bằng vững hơn, nó sẽ ưu tiên các chị. Đó. Cho tôi danh sách được sẽ gọi. Rồi hôm nào tôi rảnh có buổi mà anh chắc phải làm việc cộng đồng chứ, có buổi nào hay hay tôi mời doanh nghiệp các chị tới chỉ như nãy hóa đơn hay gì đó, tôi chỉ các chị cách nhận biết rất là cụ thể bài bản đó. Chỉ lại tôi ai đi làm rồi có công ty làm bạn định cây gian. Yeah. Tôi gửi thương mại xuống công ty và các chị đi tham dự cái buổi hội thảo đó, nó có giá trị. Yeah. Rồi tôi đang dùng chỗ trang lớp trưởng để xin tôi cái danh sách đó, điện thoại cho mẹ tại công ty này. Rồi bây giờ tới số 9 hơi khó chịu. Cái chị đọc thử trường hợp số 9 thật ra nó không khó đâu. Nó nằm trong cùng một cái nguyên lý với nhau thôi. Hiểu rồi thì giải quyết được, còn không, không thì giải quyết cũng ra thì mình đi cái đường vòng rất mệt mỏi. Nha. Này là chứ kiểu bán trả chậm chứ không phải lấy tiền liền. Mà bán trả chậm thì cái lãi trả chậm chứ không có nằm trong giá tính thuế. Giá tính thuế là giá bán chưa có thuế và chưa có lãi. Đúng không? Bán giá chậm 1.000 không có mang, đó là số lượng giá bán đã bao gồm tới giá trị tăng và lãi giá chậm. Mà tương nhiên lãi Việt Nam cũng nhào lãi đơn, nếu có lãi ghét đâu. Trong thời hạn 6 tháng, 186560 thì đã có lãi rồi, đã có thuế cho đó rồi. Đó, mà lãi giá chậm 1% 1 tháng, mà này là 6 tháng. Bây giờ các chị chứng kiến cái giá bán chưa có thuế và chưa có lãi, nhất tính được doanh thu. Kể mà, anh nói rồi, học hiểu nguyên lý rồi thì phải chạy mà làm rồi. Nhiều cách tính lắm, ngắn hay dài rồi. Sáu tháng là 6%, 6% còn cho 10% là 16%, chỉ do không phải 16. Bạn là các chị suy nghĩ nhiều làm gì? Nó đã có tới thì chia một cộng tới suất thì ra chưa tới, đã có lãi chia một cộng lãi suất thì ra chưa lãi, suy nghĩ cho nhiều rồi, học nguyên lý rồi tại sao không vận dụng? Đúng không? Nó đã có thuế thì chia một cộng tới suất, nó đã có lãi chia một cộng lãi suất chứ còn gì nữa. Một tháng 6% thì 6 tháng đem vô, một tháng 1% thì 6 tháng 6% đã ra là gì? Đâu thoát khỏi nguyên lý đó đâu, đúng không? Nguyên lý toán học đàng hoàng, đã có thuế chia một cộng tới suất thì đã có lãi chia một cộng lãi suất là ra gì không? Chia hai lần. Rồi xong.
gia công 10.000, đơn giá gia công là 5 triệu thì doanh thu gia công đây nè. Thế giá trị tăng nó khác với tiêu biệt nha. Thế tiêu biệt là người nhận gia công tính theo giá bán của sản phẩm hoàn thành, đó là thuế tiêu đặc biệt. Còn thế giá trị tăng thì làm công, doanh thu cũng là tiền công thôi, đúng không? Làm công thì doanh thu chỉ là tiền công thôi, sao doanh thu nó là cái giá bán sản phẩm hoàn thành được, đó là thuế tiêu đặc biệt. Lần đầu thở may mà may xong cái quần áo rồi thì doanh thu nó là hết một cái áo của mình, thấy luôn không có gì đó đâu. Xin tặng dê con một chuyện chịu thuế. Thế tiền nguyện á, thì khi đánh thuế á, mới tính doanh thu giá bán của sản phẩm hoàn thành chứ không cần giá tiền công, tính thuế tiền nguyện thôi. Cẩn thận nha, đừng có nhớ hai cái đó, đánh đầu nhau. Không được gì chịu thuế thì sao tính giá, cái giá trị gia tăng. Đâu tính doanh thu cũng không. Rồi, thì làm cuối cùng. Bán 20.000 sản phẩm dê, giá bán 80.000 đồng. Tại sao giá này không có ghi chưa có thuế, đã có thuế, có chuyện gì vậy? Không chịu thuế. Cái gì đọc tài liệu bổ sung? Sản phẩm D là sao? Không chịu thuế. Sản phẩm D là sản phẩm gì? Không chịu thuế. Nó đâu chịu thuế đâu, cho nên làm gì có giá chịu thuế với giá có thuế. Mà bán nó có doanh thu không? Có. À, nó có chứ, sao bán không có doanh thu, cho nên nó không chịu thuế, cho nên không có doanh thu, bán xong cho bạn luôn, không lấy tiền. Doanh thu là số tiền phải thu số lượng như giá bán thôi, chứ có gì đâu. Thì sao? Đúng không? Doanh thu. Bán cái món chịu thuế hay không chịu thuế, không có doanh thu mà. Không tiền về chứ. Chưa có tính thuế. Chị tra lại đúng chưa? Rồi đúng ha. Đó, cái toán phải vậy, cái toán bấm không đúng là ai bấm đúng. Đúng rồi. Dạ các chị. Rồi, giờ xong rồi. Tính xong doanh thu bán hàng rồi. Chỉ cần doanh thuế xuất cái giá trị gia tăng vô cái doanh thu này sẽ ra thuế giá trị tăng đầu ra là quý chưa? Đây là doanh thu. Doanh thuế xuất ra thuế giá trị tăng đầu ra. Nhìn coi thuế giá trị tăng đầu ra bài này nó cho bao nhiêu phần trăm? Chúng ta đều bổ sung xem thuế giá trị tăng nó tính mấy phần trăm? À 10%. Đây, rất đơn giản. Tôi ghi chi tiết để cho các chị thấy luôn mà. Nhân 10%, 10%, 10%, nhưng giá á, xuất khẩu thì mấy trăm. Xuất khẩu thì tới giá trị tăng là 0%. Và mặt hàng đen không chịu thuế, không có tính thuế. À, kết quả tới giá trị tăng đầu ra, nhiều đó. Đừng có ai để trường hợp xuất khẩu là 10%, tới giá trị tăng là sai bét nha. Xuất khẩu á, à, xuất khẩu nè, bán cùng giá xuất là xuất khẩu thì thuế giá trị gia tăng là 0%. Chứ không phải thuế xuất khẩu, nhớ á, tính thuế, nhớ cẩn thận. Rồi hàng cuối cùng, không chịu tới giá trị tăng, không tính thuế. Nha. Tất cả 10 trạm á, để giá trị tăng đầu ra. Tôi ghi từng chi tiết để các chị thấy ý nghĩa của nó. Xuất khẩu thì tới giá trị tăng đó là 0%. Cái này không ai nhắc chúng ta đâu. Thì chúng ta cần phải nhớ. Thấy hai chữ xuất khẩu thì nhớ. Thuế giá trị tăng là 0%. Còn thuế tiêu biệt là không chịu thuế. Thắc mắc gì nhớ đứng lên nói liền nha. Tại giải quyết từng lớp luôn. Thắc mắc gì tại sao chúng ta nào chúng ta nói. Sẽ có câu hỏi là thuế giá trị tăng đầu ra là bao nhiêu? Cho 4 cái đáp án A, B, C, D. Rồi nó chia đẻo cái. Là nó chia đẻo cái là nó cố tình làm sai và có đáp chối nè. Chỗ này nó để xuất khẩu là 10%, nó mở ra cái đáp số mình đã làm sai chỗ đó, vẫn thấy
tách số giống mày mà đi trắc nghiệm mà thấy giống là sao? Quyết liệt nha, cho nên chứ không phải nó chỉ có một đáp án mà mấy kia nó cố tình sai để cho ra đáp án sai để các chị làm sai các chị cũng đánh cho đó luôn nha, cẩn thận. Rồi xong, sau khi có tới giá trị tăng đầu vào rồi, chúng ta chỉ cần đi kiếm tới giá trị tăng đầu vào được khúc trừ, rồi lấy tới giá trị tăng đầu ra, trừ đi tới giá trị tăng đầu vào được khúc trừ, nó sẽ ra tới giá trị tăng phải nộp trong cái năm 2000 này. Rồi lấy hai mã ra, đầu vào, mua vào. Hai là mã, tình hình mua vào, sản xuất sản phẩm trong năm. Rồi ta còn lướt qua một nhỏ, nhập khẩu phải mua vào không? Nhập khẩu phải mua vào không? Đó, nhớ lấy công thức tính thuế giá trị tăng rất dài khi mà nhập khẩu nhé. Bằng giá tính thuế nhập khẩu rồi cộng thuế nhập khẩu nếu có, cộng thuế tiền việt nếu có, cộng thuế bảo vệ môi trường nếu có, nhân tính thuế giá trị tăng dài hàng nhập hồi nãy đó là thuế giá trị tăng đối với hàng nhập khẩu. Rồi nhập khẩu hai loại sản cố định tại cái công thức đó nữa. Rồi thứ ba là nguyên liệu mua trong nước có giá trị tăng. Rồi tới dịch vụ mua trong nước có lên là giải quyết từ trường hợp một, giải quyết trường hợp một nhỏ trước đi. Đây một nhỏ rồi ta đọc trường hợp một nhỏ nha. Nhập khẩu 10.000 sản phẩm e, đó là số lượng nhập khẩu, giá ship vi ra tiền Việt Nam là 50.000 đồng một sản phẩm. Rồi có đại lý bổ sung coi nó có thuế nhập khẩu không, có thuế nhập khẩu không, tập tài liệu bổ sung sẽ biết nó cho thuế xuất cái nào, có cái nào có thuế nhập khẩu không, có thuế tiền việt không, không. À, có thuế bảo vệ môi trường không, không. Vậy rất may nó chỉ có một mình thuế nhập khẩu là và thuế giá trị gia tăng thì công thức tính thuế áp dụng tính rồi, công thức cái nhãn lại ha, nó sẽ bằng giá giá ship tính thuế nhập khẩu được chưa các chị? Giá ship về tới cảng nhập khẩu Việt Nam chưa? Về rồi tính được chưa? Quá được rồi, dễ tính thuế nhập khẩu này cực kỳ dễ nha. Giá ship trên 30% thì ra thuế nhập khẩu. Đây số lượng là 10.000, 50.000 đồng là giá tính thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu là 30% của 50.000 đúng không? Không có thuế tiêu biệt, không có thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị tăng 10% thì nó sẽ ra thuế giá trị tăng của 10.000 chứ sản phẩm A khi mà ta nhập khẩu đó, trường hợp đầu tiên đơn giản thôi, không có thêm tiền việt, nhưng mà có thêm tiền việt các chị phải tính cộng thêm việt vô nữa là chúng ta mà thường thường nó rất khó gặp thêm tiền việt lắm, cái bài trong môi trường kiếm chỉ cộng để nhập khẩu thì có lúc nào cũng có. Rồi đây là 65 triệu là thuế giá trị tăng của 10.000 sản phẩm A khi ta nhập khẩu nha. Thuế giá trị tăng của 10.000 sản phẩm A khi ta nhập khẩu. Đó là thuế đầu vào, đúng không? 65 triệu. Giá ship là giá tính thuế nhập khẩu rồi. Thuế nhập khẩu 30% của giá ship. Thuế giá trị tăng bài này cho 10%. Đó. Bây giờ 65 triệu này nè, có được khấu trừ không? Nhìn lên bảng kia có mấy điều kiện để khấu trừ? 2, 1. Có tham gia sản xuất kinh doanh không? Các chị mở một la mã ra coi coi nó có bán sản phẩm A không? Vậy thì nhập về để bán ra có tham gia sản xuất kinh doanh không? Có quá chứ, điều kiện 1 được không? Rồi chưa hết đâu. Nhìn lại từ nãy giờ bán ra nè, đọc cái một la mã sản phẩm A bán ra, nói chuyện tới giá trị tăng là không chịu. Điều kiện 2, nhìn kỹ lại đi sản phẩm A khi bán ra một la mã có trường hợp nào bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng không, sản phẩm A kỹ nè, tính thuế giá trị tăng này, nhìn kết quả tính thuế giá trị tăng này, cái một thứ năm thấy không, một thứ năm thấy chưa, bị tác xuất khẩu sản phẩm A nè thì đó có thuế giá trị tăng không, có chịu thuế giá trị tăng không, đừng nói nãy là không 0% chứ không chịu thuế giống nhau hay khác nhau. À, vậy thì 0% có chịu thuế không?
mấy con tuần bắt đầu vậy rồi nó ra làm nó lệch lệch nó sai đi và bị phạt nó đúng quá. Không phần trăm là vẫn chịu thuế, không chịu thuế cái không phần trăm giải thích cả đời rồi, cứ thấy không là la lên không chịu thuế, cái phản ứng rất là kỳ lạ, nha. Vậy nhớ ra cho nên nó vẫn chịu thuế bình thường, cho nên nó đáp ứng hai điều kiện: một, tham gia sản xuất kinh doanh; hai, hoàn toàn chịu thuế, không phần trăm vẫn chịu thuế, cho nên 65 triệu này là được khấu trừ đi tập, được chưa nào? Rồi kỳ tập số 2 là đi tương tự công thức giống nhau, cũng là nhập khẩu, thuế nhập khẩu vẫn là 30%, giá xin giống y chang làm đi. Nhưng mà đọc cho kỹ nha. Nhập khẩu mấy tài sản cố định? Hai. Giá xuyên tính y chang nha. Mỗi tài sản là 1 tỷ. Trong đó một tài sản cố định được sử dụng để sản xuất sản phẩm D, một tài sản sử dụng sản xuất các sản phẩm khác. Mà cái sản phẩm D thì nó có chịu thuế giá trị tăng lúc bán ra không? Sản phẩm D. Vậy thì cuối cùng chỉ được khấu trừ thuế của mấy tài sản? Nhập hai nhưng mà khấu trừ của mấy? Một thôi. Đúng không? Sản phẩm D đâu chịu thuế thì bán ra. Nãy đâu tính thuế đâu. Đó, vì vậy nên chỉ có cái tài sản cố định phục vụ các sản phẩm khác á, bán ra có thuế giá trị tăng á, điều kiện hai á thì mới được khấu trừ. Vậy thì nhập hai nhưng mà chỉ được khấu trừ thuế của một tài sản cố định thôi, được chưa? Còn cái tài sản cố định không khấu trừ thuế á thì thuế đầu vào nó đi đâu? Chi phí. Không, cái chi phí nó dùng nguyên giá tài sản học rồi mà trả lại tăng lại. Học rồi, tài sản cố định học rồi nguyên giá thì là cho chi phí. Vậy là cẩn thận, không phải lúc nào cũng vô chi phí. Rồi, xong, đây, công thức tính không có gì thay đổi. Chỉ được khấu trừ thuế của một tài sản cố định rồi. Cũng là giá xiết, cũng là thuế nhập khẩu, không có thuế tiêu quyền, không thuế bảo vệ môi trường, thuế gì tay cũng là 10%. Và cái này nó phục vụ các sản phẩm ABC gì đó, gia công nó đều chịu thuế hết, cho nó được khấu trừ 130 triệu. Còn cái tài sản kia không được. Vì sao? Vì nó làm ra sản phẩm D, mà sản phẩm D bán ra không chịu thuế thì thuế đầu vào cũng được khấu trừ. Đang tính là thuế giá trị tăng đầu vào được khấu trừ chứ không có đi tính thuế giá trị tăng đầu vào. Đi vậy. Chưa ghi không ghi. Em ghi rồi. Còn đây. Rồi trường hợp thứ ba là mua trong nước nè, giờ có nhập khẩu nữa, nguyên liệu mua trong thị trường nội địa để phục vụ sản xuất là điều kiện vòng là được á, phục vụ sản xuất kinh doanh rồi đó, bao gồm cả phần nguyên liệu trao đổi có hóa đơn giá trị tăng với giá mua chưa có thuế giá trị tăng là 12,5 tỷ, có hóa đơn giá trị tăng thì có được khấu trừ thuế giá trị tăng đầu vào không? Có nha. Rồi biết 20% nguyên liệu được sử dụng sản xuất sản phẩm D, 80% nguyên liệu dùng sản xuất sản phẩm khác thì được khấu trừ bao nhiêu phần trăm? Là 80, đơn giản lắm. Liệu lượng nó kiểm soát được 80, 12,5 tỷ là chưa có thuế, nhưng 10% là ra thuế thôi. Chỉ được khấu trừ có 80%. Còn 20% dùng là ra sản phẩm D bán ra nó không có chịu thuế giá trị tăng nên khấu trừ cũng có được. Đối với nguyên liệu, các chánh nhập xuất tồn và kế toán biết được cái liệu lượng yên tâm. Làm kế toán được làm kế toán kho nha. Nói rồi. Tại vì cái chị nói thì quên phải nói hoài. Nhớ không? Tôi nói cái chị nhớ hết tôi mừng. Tôi bế quá, mày bé quá, tệ quá cũng là không, chết cũng không làm. Phải giữ nguyên tắc thì có giá trị của mình. Vậy chưa? Nhiều người kêu mình làm cái đó sao đòi giá cao thì không giá tôi vậy á. Làm thôi. Nói cho kỳ gì thì ít nhưng mà anh làm thôi, không làm khác nhau đó. Nó làm nó có giá của nó, khi mình làm nó giá trị của mình. Đó, còn mình hơi kệ làm, thôi không làm là cái giá mình nó giảm tiền, nó sẽ giảm giá. Rồi, dịch vụ mua trong thị trường nội địa có hóa đơn giá trị tăng tính y chang vậy, không có gì khác. Chưa có thuế là 2 tỷ, thuế như 10 trăm, không, 200 triệu. Đó là dịch vụ mua trong nước. Thank you.
tùy bài thôi, nó có mỏng rồi. Rồi tiếp theo, có hóa đơn đặc thù với giá đặt thuế là 55 triệu thì hóa đơn đặc thù mình buộc phải sao? Chia một cọc thuế xuất đến thuế xuất. Mình là người mua nhưng mà mình phải làm, mà mình mà không làm là coi như mình tính hết chi phí 55 triệu. Hóa đơn đặc thù giống cái phí cầu đường, mình chia cho một cọc thuế xuất cho ra giá nó tương thuế, nhân thuế xuất 10% sẽ ra tiền thuế. Rồi hóa đơn bán hàng không được công chứng, đúng không? Rồi không có hóa đơn bán hàng không được công chứng. Rồi vậy thì bán hàng nó rồi cộng lại rồi hai chục lẻ năm, hai cái kia không được công chứng. Nhưng mà 205 triệu này là thuế giá trị ta đầu vào nguyên liệu, người ta biết 20% làm ra các sản phẩm chịu thuế và 20% làm ra sản phẩm đen không chịu thuế. Cái này là dịch vụ giống như cái điện thoại bàn hồi nãy đâu biết bao nhiêu, thì cuối cùng phân bỏ theo gì, theo doanh thu bán hàng. Bởi vậy nãy cái kia các chị tính doanh thu, nếu các chị không tính doanh thu bây giờ cũng phải tính doanh thu, thế nào cũng phải tính. Nó còn tới thu nhập kinh nghiệm, doanh thu mới tính được lợi nhuận, tính tới thu nhập nghiệp được, được chưa? Vậy thì 205 triệu này là thuế đầu vào của dịch vụ, bây giờ muốn biết bao nhiêu được khấu trừ phải phân bổ theo doanh thu, mà doanh thu nãy tính chưa? Đây là quay về doanh thu rồi, tập doanh thu có chưa? Đây, tập doanh thu là bao nhiêu? 33,792,500, được chưa? Rồi vậy nhìn coi từ số 1 tới số 11 nó được khấu trừ trường hợp nào và trường hợp nào không được khấu trừ. Dịch vụ này thì nó tham gia sản xuất kinh doanh rồi đó, nhưng mà quan trọng cái nó bán ra nè, nếu nó chịu thuế giá trị tăng thì được khấu trừ, nếu bán ra mà không chịu thuế thì không được khấu trừ. Thì nhìn đi, từ số 1 tới số 11 trường hợp nào được khấu trừ, trường hợp nào không được khấu trừ? Có mấy trường hợp bán ra không được khấu trừ? Mấy? Mấy? Nhìn kỹ nè, nãy mình tính tới giá trị tăng dọc phía bên nè, tới giá trị tăng nè. À đây là đây chị tăng chưa? Rồi bây giờ quay lại coi coi nó có 11 trường hợp tính doanh thu, vậy thì từ 1 tới 11 có bao nhiêu trường hợp không chịu thuế giá trị tăng? Mấy? Một hay là ba? Một hay ba? Một hay ba? Một hay hai? Hai trường hợp xuất khẩu thì có thuế giá trị tăng không? 0% là có thuế không? Có, chỉ có trường hợp duy nhất là trường hợp đê không chịu thôi, cứ lộ nữa lại lộ. Vậy thì cuối cùng mình sẽ cộng cái doanh thu trên tử số được khấu trừ là từ 1 tới mấy? 1 tới 10. Thì chưa? Còn cái 11 này nó không chịu thuế cho nên không được khấu trừ. Có hai cách tính. Một là mẫu số sẽ là tổng doanh thu 33,792,500, đồng ý chưa? Tử số sẽ là doanh thu từ số 1 cộng tới số 10 trừ số 11 ra vì nó không chịu thuế. Đó là một cách làm. Cách thứ hai là tử số sẽ là 33,792,500 trừ tỷ 6. Hai cách đều đúng cả, nhưng mà cách hai coi bộ dễ đúng hơn cách 1. Càng tính toán nhiều càng dễ sai, đúng không? Cách chỉ cộng từ 1 tới 10 đi, khả năng sai cao lắm. Còn cách chỉ lấy tổng doanh thu trừ tỷ 6 thì nó ra nhanh hơn và ít sai hơn nha. Rồi đây, kết quả, kết luận luôn, thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Rồi, tôi sẽ lấy 205. Tôi phân bổ theo tổng doanh thu. Mẫu số là tổng doanh thu 33,792,500. Tử số là doanh thu các trường hợp chịu thuế, là tôi trừ đi tỷ 6 là cái doanh thu của đối tượng không chịu thuế D. Lấy tổng doanh thu trừ doanh thu của sản phẩm D không chịu thuế thì ra là toàn bộ doanh thu của những sản phẩm chịu thuế giá trị gia tăng. Kết quả thì được khấu trừ từng này thôi. Nguyên liệu 1 tỷ và cái này là dịch vụ được khấu trừ là 195,293,724. Đơn giản như không? Nếu em không biết khấu trừ hay không, giám định hai cái điều khoản, một nó tham gia sản xuất kinh doanh, hai sản phẩm bán ra nó phải được chịu thuế giá trị tăng.
Và bây giờ ta cộng thuế giá trị ban đầu vào được khấu trừ là 65 triệu cộng 130 triệu cộng tỷ cộng với 195,293,734. Nó sẽ ra tổng số thuế giá trị ban đầu vào được khấu trừ. Rồi đây. Rồi ra như vậy. Và kết luận luôn thuế phải nộp tới thuế đầu ra trừ đi thuế đầu vào được khấu trừ, ra số dư là các chị biết cầm tiền đi nộp thuế, ra số âm thì các chị có hy vọng sẽ được hoàn thuế. Nha, rất rõ ràng. Về nhà đọc thêm tài liệu nha. Tôi chỉ nói những điểm trọng yếu thôi, còn những cái mở rộng ra là xe hơi 9 chỗ ngồi mà trên tỷ 6 thì cái phần tỷ 6 sẽ xuống tương ứng thuế giá trị tăng là 10% là 160 được khấu trừ, trên đó không được khấu trừ. Thì những cái đó các chị đọc thêm trong tài liệu trong giáo trình nha, không thể nào thời gian nói hết được đâu. Tôi chỉ nói trọng tâm thôi. Và nếu các chị cứ quả quyết rằng những gì tôi nói cái quan trọng thì sai lầm lớn à, thì trách nhiệm nó hỏi rất là rộng. Chúng ta phải đọc cái giáo trình, cái giáo trình mới là cái quan trọng. Thì vậy là nó nhiều thứ trong đó lắm, nhưng mà mình nắm được cái nguyên lý rồi thì dễ vượt qua, không có gì khó khăn. Bài này là khó lắm rồi đó, thì cho có 5-6 dòng chứ có tới 10 dòng như vậy đâu, vì nó lai tạp nhiều loại thuế với nhau, khó là khó tới mình làm gì. Chứ còn những cái này như thuế xuất khẩu á, thế mình làm bài tập cái chuyện gọi tùm lum đây để chơi các giá xin khó chặn rồi nó cho thành giá khớp rồi cộng phi nó ép được, nó không khó. Rồi các gì về đọc tài liệu theo chuyện tôi nha, đừng ta nghĩ ở đây.